A Di Đà Phật. Ở trên đời này á quý vị, chúng ta cái gì á thì mình cũng muốn có hết á, nhưng mà mình nhìn đi nhìn lại cái gì mình cũng không có. Cho nên á là mình bị khổ. Cho nên á là nếu chúng ta không muốn gì hết thì chúng ta cũng không có khổ gì hết. Mà ở trên đời này làm sao mà không muốn được, là tại sao? Tại vì cái nhu cầu mà. Ví dụ như á mình cũng phải muốn phải có ăn chứ, có mặc, có ngủ, có nghỉ, rồi có người thân, có người thương, có bạn, có bè, có giải trí, có giao tiếp, có của cải vật chất, có chức, có quyền, vân vân. Mình cũng thích có nhiều cái lắm chứ. Ở trong đời này á quý vị thấy vậy chứ, nói tu không không chứ có cũng vẫn hơn, phải không? Ví dụ như á là bây giờ á mình không phiền não nha, rồi không có tính xấu, không có ích kỷ, không có hẹp hòi, không có tham lam, giận hờn, ghét ghen. Nhưng mà mình cũng phải có an lạc, có phước, có đức, có lòng tri ân, vân vân. Thì có những cái chúng ta cần phải không mà, và có những cái chúng ta cần phải có, thì cuộc đời mình mới được hạnh phúc, an lạc kiếp này vẫn kiếp về sau. Do đó mà vào buổi trưa hôm nay, một cái buổi trưa mùa đông mà là ở Hàn Quốc rồi thôi, Hà Nội rồi thôi, chứ mà đông ở miền Nam mình nè, đây là trời đông nè, bây giờ là đang mùa đông nè, rồi mà nóng thấy ghê luôn không? Do đó mà quý vị buồn ngủ mà giờ này mà ở trong máy lạnh nha, đó bắt đầu bật cái tivi lên đó, coi phim nha, phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông rồi đó, coi phim cánh ngủ ngáy o, khỏe biết nhiều không? Như vậy bữa nay quý vị đi chùa giấc chưa cũng không có chỗ nằm nghỉ nữa chứ, còn phải bắt lên nghe pháp nữa chứ. Do đó mà quý vị thấy cũng mệt không, hồi tối ngủ ít rồi giấc sáng thì đi sớm rồi quý vị. Cho nên đó là trưa hôm nay thầy nói cái đề tài vui vui một chút đi cho nó đỡ buồn ngủ, đó là đề tài có không không, hoặc là không không có, nói chung cũng vậy à. Nói chung có không không, mà không không có nó cũng vậy thôi. Vì chỉ trên đời này á quý vị muốn có gì ha, thứ nhất á chúng ta muốn có sắc đẹp, thấy không? Thứ hai muốn có tuổi thọ dài lâu. Thứ ba muốn có cái sức khỏe. Thứ tư muốn có công danh sự nghiệp. Thứ năm muốn có tiền bạc. Thứ sáu muốn có người thân. Thứ bảy muốn có người thương. Người thân với người thương khác nhau nha, có nhầm khi thương mà không thân, nhầm khi thân mà không thương, nhầm khi vừa thương vừa thân, nhầm khi không thân không thương đó. Quý vị thấy chưa? Cho nên đó là mình muốn có người thương và muốn có cái người thân, đó là những cái có của gì, và những cái có mà có công đức nữa là có tu, có lòng tri ân, có tâm thiền, có tâm định, tất cả, hoặc là có cái tâm thanh tịnh, vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải có trong cuộc đời này. Nếu trong cuộc đời có mấy cái đó là cuộc đời này nó ngon lành dữ lắm á quý vị. Còn mà cuộc đời này không cần có những cái gì nữa không quý vị, cái không cần có, không có nó chúng ta sống cũng được nha. Ví dụ trên đời này nè, không giận, không hờn, không ghét, không ghen, phải không? Đó, không thù, không oán, không ích kỷ, không ai vua, không tật đố, không tham lam. Không có mấy cái đó nó khỏe lắm, mà sống vẫn được, hiểu chưa? Cho nên đó quý vị đừng có làm ngược lại. Ví dụ như không thì người ta là không danh, không lợi, không tham, không sân, không giận, không hờn, không ghét, không ghen. Đằng này chúng ta không có không vậy, mà bắt đầu chúng ta là không tu, không làm phước, không đi chùa, không gì không, không không. Mấy cái đó là không, nó chẹo ngoe đó nghe. Cho nên đó quý vị, có những cái không mà chúng ta cần phải không, và có những cái có chúng ta cần phải có. Nếu chúng ta biết cái nào không, cái nào có, và ở trong cuộc đời mình làm như vậy đó, thì trong cuộc sống này rất là an vui, rất là hạnh phúc. Nên có những người nói với bản thân thầy thôi, có người nói sao mà thầy lại chịu được vậy,
thầy lanh thì đâu có chịu gì đâu. À, người ta la trời ơi sao mà thầy nhẫn nhục được hay nha. Thầy la thầy đâu có nhẫn gì đâu. À, thầy coi nó như không mà ta đâu có cần đâu nhẫn. À, phải không? Có nghĩa là à, có những khi á, người ta nói ờ sao mà ba bốn người vậy đó thấy người ta xử ép thầy đó. Thầy đâu thấy ai ép gì đâu. À, mà người ngoài người ta thấy mà ép, người ngoài người ta thấy mình á, là à, bị ăn hiếp hoặc ta thấy á, là mình cái này cái kia nhưng bản thân mình không thấy. Thầy thấy bình thường à, không có gì hết á, là tại sao? Tại vì á, con đường mình đi là đi tới đâu, mình làm gì mình đi tới đâu mình biết, thì tất cả những cái trên đường đi mình không có màng. Ví dụ như á, chúng ta đi tới Hà Nội á, thì chúng ta chú ý dứt phát phải tới Hà Nội. Còn ở trên đường đi, đi tới Hà Nội giữa chừng cái người ta nói này ngu, người ta nói này gì gì đó mình bình thường à, tại vì cái mục đích tôi đi Hà Nội. Còn cái chuyện người ta nói ngu hay là chuyện người ta khen khôn, à, chuyện người ta khen đẹp hay là chuyện người ta chê xấu hay là người ta chơi gác hay là người ta hơn, người ta thua gì đó quý vị thầy không có quan trọng. Cái quan trọng là mục đích của cuộc đời mình phải không? Là tôi phải đi tới Hà Nội, là tôi bắt đầu một cuộc đi đó, là tôi dứt phát tôi phải đi tới. Còn những cái trên đường này là tôi không quan tâm. Có nghĩa là không quan tâm làm sao mà tôi cho nó gọi là dĩ hòa di quý thôi à. Để làm chi? Cho mọi người xung quanh được vui thôi à, không có sao hết trơn á. Cho nên trên đường đi á là mình đừng có quan tâm gì hết, là mình bình an à. Có nghĩa là trên đường đi gì, chúng ta có nhiều con đường lắm. Ở đây có hai con đường lớn, là một con đường đạo và một con đường đời, đấy không có gì. Chúng ta đang đi cùng một lúc trên hai con đường. Có những người đi chỉ một đường thôi, là đường đạo thôi, và đường đời là họ không đi nữa. Có nghĩa là trên đường đời là họ bỏ luôn, họ đi vào trong rừng sâu núi thẳm, à, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Bỗng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì. Tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Họ không màng cho họ đi trên đường đạo không à, họ không có đi trên con đường đời nữa. Và có những người á, đi trên đường đời không, không có đi trên đường đạo chút nào hết trơn á. Nào là danh, nào là lợi, nào là tình, nào là ăn, nào là uống, nào là ngủ, nào là nghỉ. Trời ơi, lây quay mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, ăn uống ngủ nghỉ, rồi lên chức lên quyền, rồi vàng rồi bạc, số đất số đai, rồi người yêu, rồi vợ, rồi vợ bé, vợ bé bé, ôi tùm lum hết. À, không? Tức là to lo bận tối ngày đó, ăn uống mặc nghỉ quyền chức hơn thua tài sản vật chất, rồi á là vui buồn hờn giận ghét ghen tùm lum chừng á, lo đường đời không à, mà không có lo đường đạo chút nào hết trơn á quý vị. Thấy đạo Phật xuất hiện thế gian mấy ngàn năm mà hỏi biết không, không biết. Vậy thôi, lo đường đời không à. Rồi sao, một ngày nào đó, một ngày nào đó cũng giống như đạm tiên ha, xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Một ngày nào đó thùng 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 bên ò e ó e, rồi xong kịp. Con biết đám gì không? Đám thùng thùng bên ò e ó e là rồi một người nữa nín thở làm thinh, rồi xong à, hết đi một đời, à, trải qua một đời luống tuốt một đời, hết đi một đời, đâu mình thấy không? Như vậy thì người ta đi đường đời không à, ta không có đi con đường đạo. Và có nhiều người á, ta vừa đi đường đời, ta vừa đi đường đạo, ta vừa lo cho gia đình, vừa lo cho bổn phận, vừa lo cho tất cả các cái mà người ta vừa tu, đó là tất cả mọi người của mình là Phật tử đó. Phật tử đi trên hai con đường lận, cho nên đi hai con đường á mà mình không nhập lại làm một nha, là đi rớt xuống sông đó. Có nghĩa là nó trong trên lắm. À, có cái cô Phật tử á, cái cổ mới quy y trên chùa Hoằng Pháp á. Cổ quy y vừa xong cái cổ bỏ nhà, có hai đứa con, cổ bỏ luôn cái lên chùa cổ làm công quả. Làm quả cái con cổ bệnh, ông chồng đi làm nữa, con cổ bệnh mới kêu cổ về là nuôi con ở bệnh viện Di Đồng á. Cổ mới trả lời với ông chồng á, cấp này em tu rồi, chuyện hồng trần không còn vướng bận, thôi anh lo đi. Trời ơi, ổng tức quá trời luôn, điện cho thầy, ổng la thầy ơi thầy, thấy vậy được không?
thấy vợ con vậy được không? Bây giờ nó quy y Tam Bảo, mới quy Tam Bảo thôi mà đi làm công quả thôi chứ làm gì giữ gì. Bây giờ con bệnh nóng sốt mà chở bệnh viện vậy á, mà nói là bây giờ tu rồi, chuyện hồng trần không còn vướng bận. Rồi con nghe là con nổi máu sáng tới giờ nè thầy. Là mô Phật, hai con đường đó đó, mình làm thay thành hai con đường song song. Tại sao mình không nhập hai con đường đó, mình vừa đi mình vừa đi một lúc trên hai con đường mà cùng một quỹ đạo. Chứ chúng ta đừng có đi hai con đường mà đường đời, đường đạo. Quý vị á, nó gần bên hơn. Đó, đường đời, đường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn. Quý vị thấy chưa? Cho nên chúng ta nhập hai con đường này lại, không? Chứ trong đời có đạo, trong đạo có đời. Tâm đạo mà chúng ta ở ngoài đời thì đời nó thành đạo, mà tâm đời ở trong đạo thì đạo biến thành đời. Có nghĩa là bây giờ ví dụ nha, chúng ta đem cái tâm đời là tâm hơn thua hẹp hòi ích kỷ nọ đó, đi vô chùa chúng ta tu, tu hồi thấy trong chùa đó toàn bàn chuyện đời không à, quý vị hiểu không? Nhưng mà ví dụ như chúng ta là người có tâm đạo, chúng ta ngồi giữa chợ, chúng ta ngồi giữa chợ là nơi không có đạo đó, nhưng mà người ta cân đúng, người ta giúp đỡ người này, giúp đỡ người nọ, nói lời yêu thương, đâu đó ngay thẳng đàng hoàng, rảnh người ta ngồi người ta niệm Phật, có khách tới người ta bán, ví dụ như vậy đó, thì là cái tâm mà là tâm đạo ở ngoài đời, thì tất cả các đời xung quanh đó nó bình yên, nó thành như là đạo, đúng không? Nên ta nói là tâm đạo ngoài đời thì đời thành đạo, mà tâm đời trong đạo, đạo thành đời. Có gì có hiểu đó không? Cho nên tất cả nó đều là cái tâm của mình. Nên đó quý vị đi trên hai con đường thì nó chỉ khó khăn hơn đi một con đường. Ví dụ như một cái người mà từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả các cái để mà đi trên con đường tu tập á, con từ bỏ quê nhà áo dướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi rinh rít những chiều tà, có nghĩa là mình á này bỏ hết này chuyện thế gian, chuyện hồng trần này, đi vào cái con đường tu tập á, thì Phật tử mình làm chưa có được, mà quý thầy làm cũng được chứ cũng chưa có hết mà thấy vậy đó, chứ cũng còn dính chỗ này còn mắc cái chỗ kia, nhiều đời nhiều kiếp nghiệp duyên mà, còn là tập quán nghiệp sâu dày nè, rồi còn là phiền não sâu dày bao nhiêu thứ, mình đâu phải là một ngày một bữa mà chúng ta có thể rội sạch được đâu. Bây giờ ví dụ như một cái rừng cây tum tùm hết vậy đó, mà bây giờ mình vô mình chặt cũng phải có thời gian chứ, chứ đâu phải chặt bữa mà không có sạch bách đâu, đúng không? Thì cây này là những cây phiền não, cây sầu thương oán giận, cây tốt cây xấu đó, mình muốn chặt từ từ nhé. Cho nên nói là tu đâu phải chỉ một ngày một bữa mà cả đời con sửa mới xong. Nhưng mà thầy còn sửa lại câu nữa là tu không phải một ngày một bữa mà cả đời con sửa chưa xong. Nó là luân hồi qua kiếp khác tu tiếp đó. Quý vị thấy không? Do đó quý vị có câu là càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Có nghĩa là càng tu thấy Phật Pháp nó diệu thâm lắm, và càng tu mình thấy mình lầm lỗi nhiều thứ quá, người ta mới sửa từ từ. Do đó mà người ta nói là con người lỗi lầm mình không có sợ, mà chỉ sợ con người biết lỗi lầm mà không có chịu sửa, là người cố chấp á, thì cái đó mới là người đáng sợ. Chứ con người có lỗi lầm mình không có sợ, dầu cho người đó lỗi tới cỡ nào, dầu cho người đó ác cỡ nào cũng đừng có sợ con người đó, mà sợ con người biết lỗi biết ác mà cố chấp không chịu phám sám hối, không chịu vươn lên, không chịu vượt qua, không chịu đấu tranh với cái ác đó, thì cái đó con người đó con người mới đáng sợ đó. Cho nên ở trong nhà Phật á có cái câu mà Đức Phật dạy đó, có hai loại người mà cần phải được bái lại và cúng dường. Loại người thứ nhất á là loại người không có lỗi lầm, đó là bậc thánh không có lỗi lầm thì đáng bái lại và cúng dường. Và loại người thứ hai á, loại người thấy lỗi lầm dám sám hối vượt qua để hết lỗi lầm, người đó cũng là đáng bái lại và cúng dường. Tức là người thấy cái sai của chính mình, thấy lỗi lầm của chính mình á, dám đối diện với nó. Một lần vấp ngã là một lần bớt dại, vấp tí đâu nhưng ngại chi anh. Có nghĩa là đứng lên đi tiếp. Người đó mình cũng trân trọng. Tức là người dám đối đầu với cái sự tội lỗi, đối đầu với sự lỗi lầm, đối đầu với sự sai quấy của chính mình, mà thấy, nhìn, biết và vượt lên nó, đấu tranh với nó, vất vả đối với nó, dương lên đối với nó, một ngày nào đó chiến thắng được nó.
Cho nên trong kinh Pháp Cú á, có câu là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, là cho đó. Bản thân mình là gì? Là những cái tâm niệm của mình đó, mình chiến thắng lấy nó. Những cái hành động ác, những lời nói ác, những ý nghĩ ác và tâm niệm ác. Có nghĩa là có những cái ác ở trong tâm đó mà mình chiến thắng được nó là chiến thắng được chính mình. Nên thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, là chúng ta thắng những cái ác từ ở góc độ trong tâm của mình á. Ví dụ như những cái suy nghĩ là góc độ trong tâm, những cái tâm ác là góc độ trong tâm, rồi những lời nói ác là phía bên ngoài, hành động ác là phía bên ngoài. Đó, ý nghĩ, lời nói, hành động và tâm. Cái tâm với ý nghĩ nó khác nhau. Ý nghĩ nó thuộc về hành quẩn, còn tâm á, nó thuộc về tâm và tâm sở. Tâm vương và tâm sở. Tâm vương á, thì tiếng Pali gọi là citta, tâm sở là cittasika, còn hành quẩn là sankhara. Hai cái nó khác nhau. Nghĩa là mình cái suy nghĩ mình phải là tâm à, mà cái biết mình là tâm. Cái đối diện cảnh nó sanh ra để nó nhận cái cảnh đó là tâm. Như vậy thì mình thấy những cái đó là những cái ác. Mà cái ác là gì? Là cái ác là những cái làm cho mình đau khổ và gây cho những người xung quanh đau khổ, thì đó được gọi là cái ác. Cho nên mình dám đối diện với cái ác là con người phải có dũng chí, phải có hùng tâm đó. Cho nên ở trong nhà Phật á, ở thế gian tôn Đức Phật lên thành Thế Tôn, tức là thế gian tôn Ngài lên thành vị Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên ta phong tặng cho Ngài ba cái chữ gọi là Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi. Đó là Đức Phật á. Đại Hùng là sức mạnh của tâm, Đại Lực là sức mạnh của thân, Đại Từ Bi là lòng từ bi, tức là thấy chúng sanh khổ mà thương, thấy chúng sanh khổ mà phát tâm cứu giúp. Đó là lòng từ bi của Đức Phật. Đại Hùng, Đại Lực. Cho nên đó là Ngài dám cắt bỏ tất cả cái thế gian Ngài ra đi sức mạnh không? Mình có dám cắt ra đi Ngài không? Bây giờ bắt đầu nôm nớm muốn về đó. Vì thế chưa? Đi mới có một buổi, một nôm nớm muốn về, cắt sao nổi cắt. Nhưng mà Ngài cùng rời bỏ hoàng cung, vợ đẹp con ngoan trong đêm trường tĩnh mịch nữa. Vì thế chưa? Cho nên Ngài ra đi, một cuộc ra đi đó đâu phải là đơn giản đâu. Đó là tâm đại hùng của Ngài đó. Đại hùng có nghĩa là ý chí rất là kiên định, kiên cường. Ngài quyết vượt qua trong gai tất cả, quyết cắt tất cả những gì cần cắt là phải cắt à, cái rụp, cắt cái cụp, cắt cái bực, cái cho xong à, đó là làm đại hùng đó. Bây giờ mình có cắt nổi không? Cắt gì? Cắt những cái của ta. Ví dụ như những cái mà của mình á, nó trở thành cái dây gọi là dây ái kiết sử. Cho nên bây giờ ví dụ như vàng, dòng, tiền, bạc, của báo, danh lợi, người thân, người yêu, dân dân, thì tất cả những cái đó cần phải cắt. Tại vì đó là ái kiết sử. Mà ở trên đời này nếu mà còn kiết sử, tức là còn cột chặt, cột chói, cột theo á, thì chúng ta còn đau khổ mà thôi. Cho nên đó là cắt các cái kiết sử thì người đó mới thành thánh được. Cho nên đó thành thánh là phải cắt được 15 cái kiết sử thì mới thành thánh được. Tức là kiết sử truyền cái là 10 kiết sử và 5 cái truyền cái, thì gọi là 15 cái kiết sử truyền cái. Năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử, tức là những cái nội tâm mà nó trói buộc mình với hồng trần, mình cắt những cái đó. Cho nên người nào mà quyết tâm cắt cái đó thì người ta gọi là cái lòng đại hùng á, dám cắt bỏ hết để mà ra đi. Mình dám cắt ra đi không? Đi về đây nè mà còn nôm nớm vậy đó, quý thấy không? Còn đi cả chừng 3 ngày thôi, đi du lịch, đi chơi được 3 ngày mà ngày nào cũng bắt camera lên coi trong nhà ở ngoài, coi nó mất cái gì của ta không ha. À, quý vị, có cô Phật tử ở Sài Gòn á, cổ đi Singapore cổ chơi, cái ở nhà cổ trong phòng khách đó cổ gắn camera. Trời, cổ mới đi qua bển tới chiều tối à, thì đi về tắm rửa xuống ăn cơm, cái cổ mới đem cái máy điện thoại cổ vô cái wifi, cổ mới bắt cái camera lên cổ coi, thấy ông chồng dẫn cô kia vô hung cô kia ngay chân cái phòng khách của cổ á. Cổ té xuống cái đùng xỉu tại chỗ luôn, cái người ta tới giờ ăn cơm không thấy cổ. Mới gõ cửa vô không nghe chân á, thì nhân viên khách sạn mới báo, mới cạy cửa đi vô đem cổ đi cấp cứu á. Không có gì, thấy chưa, ta đi chơi thì thôi đem cái máy theo chi, ở nhà thì cái gì cái đi còn bắt camera, thấy không, vừa tốn tiền camera mà vừa nhập viện luôn, quý vị không, thôi kệ đi, cứ đi không, quý vị. Mình á là đi mà mình đâu có cắt nổi. Ở nhà mình còn phải theo dõi này theo dõi kia, thì đi chơi còn chơi gì nữa đâu. Đi chơi cho nó thảnh thơi mà đi chơi cho nó lệ rơi chứ còn cái gì nữa đâu, đúng không? Đi chơi là phải thảnh thơi, đi chơi không phải là lệ rơi.
đi chùa là an lạc, chứ đi chùa không phải là lo nghĩ về nhà cho tóc nó bạc, vì không. Cho nên đó, quý vị tập nha, quý vị tập nha. Người ta thương là thương à, còn không thương mình mà câu một chục cái camera nó cũng không thương à, quý hiểu không? À, hiểu không? Tức là thương là thương à, không chục camera. Cho nên mà đã đi rồi đó là bỏ, là cắt, mình tập tâm đại hùng với Đức Phật á, cắt cái cụp cái là ra đi, phải không? Một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha giả biệt cố nhân. Đi bực cái là đi luôn à, cái không có lại gọi là lưu liếng gì chân á, đi một cái là đi tuốt lút luôn, mà đi một cái mà đắc đạo mới về nha, chứ không phải là đi giữa chân về đâu. Đó đại hùng đó, có gì Đức Phật à, đại lực là ngài có một sức mạnh chống lại với tất cả các hoàn cảnh. Ví dụ như từ một cái mà vị thái tử à, ăn uống toàn là ăn thứ dữ không, bào ngư di cá gì cũng có chừng á, nhưng mà bây giờ á, quý vị uống nước ở dưới dòng sông, đi ăn đồ khất thần, ăn nhiều cái đồ bá nạp á, trộn lại với nhau á, giống như rau tập tàn vậy đó, ăn trộn với nhau mà cũng giống như á, là ăn buffet vậy đó, nó thứ ăn buffet á thì mình có quyền chọn lựa, nhưng mà đi khất thực á là không có quyền chọn lựa nghe. Cho nên đó quý vị á, là thấy rằng á, là cái đại lực là chúng ta có thể chống lại với các cái hoàn cảnh xung quanh, dầu cái hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào đi nữa, nhưng mà mình cũng không có màng à, cái hoàn cảnh xung quanh. Đại lực mà người ta có thể chống được với hoàn cảnh, nên cảnh nào chịu cũng nổi. Cho mấy cô có nhiều người á, đi chùa ngủ ăn một ngày mà không đủ đồ ăn thôi cũng nhằn cũng nhưỡi người ta. Rồi á, là xe, đi lên xe dành chỗ, tôi đăng ký trước, hả quý vị. Cho nên nó nhầm khi đi 10 kiển chùa đầu năm á, nhầm cho lúc thầy cũng không muốn đi nữa. Phải lên người ta dành, người ta giật ghế đầu, ghế đăng ký trước, ghế này, ghế kia, nặng nhẹ, đồ tùm lum, nhưng có năm muốn đánh lộn luôn á. Đó quý vị. Tức là thầy mới nói là bây giờ á, dành gì mình đăng ký ghế, nhưng mà mình còn trẻ ra ngồi sau cho mấy bà già ra ngồi trước, hoặc mấy người nào người ta chóng mặt đó, say xe đó, ta ngồi trước đó, quý vị. Chứ có làm sao đâu, mình nhường ta vậy chứ mình có phước đó nha. Có nghĩa là giống hệt như mình bố thí cho chúng sanh đó, nhường cái chỗ ngồi, còn không nhường đừng nói là lấy tiền đi bố thí, quý hiểu không? Do đó mình đó, là đi chùa là mình đó, nhường nhịn người ta hết vậy mới có phước. Tại mình đi chùa rồi là theo Phật rồi là mình phải đại lực, có nghĩa là phải dùng cái sức mạnh mình để chiến thắng với những hoàn cảnh khó khăn. Dầu khó khăn trong gai tới cỡ nào luôn á, mình cũng ấy lên hết trơn quý vị. Bây giờ cũng là thử thách nè, đang ngồi nóng nè à, có chịu nổi không nha, không cần quạt luôn. Ngày xưa á, là Đức Phật á, ngài ngồi dưới gốc cây, ngủ gốc cây không à, mà ngài đâu có nói gì đâu. Còn bây giờ mà mình không có quạt chút xíu, coi la làng la sớm, phải không? Cúp điện cái la làng la sớm, có cúp điện lên cái hù hô lên cái ù cả sớm, không biết làm sao. Quý vị, ba mẹ mình đi đâu về còn chưa chắc chào vậy đó nghe, mà còn đằng này mà cúp điện có điện lên cái nguyên sớm hô, mình tính đâu có chuyện gì đâu, không ai nhà đâu có điện vậy đơn giản thôi, không phải không? Bởi vậy là nên ở đời này quý vị muốn được an vui á, là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có cái gì á quý vị. Đầu tiên á là mình phải có phước. Ai mà có phước á, quy trình đời này nó ngon lắm. Có phước cái gì mà có phước cái một thôi là nó ngon lắm. Có phước là hầu như những cái điều kiện trong cuộc sống này là nó nhờ phước á. Người ta có phước nha, thầy kể nghe, có phước vừa giàu nè, vừa đẹp nè, vừa sức khỏe nè, vừa thông minh trí tuệ nè, vừa sống dai nè, vừa có anh em bà con nè, vừa có người thân nè, vừa có người thương nè, vừa có oai đức nè, đó có phước đó quý vị. Có phước thấy cái chữ đầu tiên thấy giàu à, chữ hai thấy đẹp nè, chữ thứ ba thông minh nè, chữ tư sống dai nè, thấy không? Đó à, thứ năm có quyền lực nè, đó, thứ sáu á là có bà con quyến thuộc nè, thứ bảy á là có người thương yêu nè, thứ tám á là có oai đức, là tới có lính á, có lính mới có oai đức. Có oai đức là gì? Là người ta phục tùng mệnh lệnh của mình á, làm có oai đức, hiểu không? Tức là mình hô một cách là người ta ủng hộ à, là có oai đức á, tức là có lính á quý vị. Cho nên á là mình thấy nè, vừa giàu vừa đẹp, vừa sống dai, vừa thông minh á, vừa có quyền lực,
vừa có bà con quyến thuộc, vừa có người thân, vừa có người thương. Quý vị, khái niệm người thân người thương nha. Bà con cha mẹ anh em thì mình biết rồi, nhưng mà người thân nó có hai cái khái niệm. Người thân là ở trên cái dòng máu của mình, còn người thân là cái người mà mình dám chia sẻ những cái riêng tư, đó là người thân đó. Có nghĩa là trong khoa học đó nha, người thân là người mình dám chia sẻ những cái gì riêng tư bí mật của mình chia sẻ người đó là người đó người thân của mình đấy. Tức là người tâm sự á, đồ chim biển là ban đêm mà là nói chuyện cháy điện thoại rồi đó, đó là người thân đấy. Tức là người nào mà nhắn tin xẹt qua nghe đó, chat gầm rầm qua nghe, rồi á mà cầm điện thoại mà tới cháy máy là chai pin luôn đó, đó là người thân đó. Cho nên người thân bây giờ là người gì? Là cái người nào mà gọi điện thoại người đó nhiều nhất, nhắn tin người đó nhiều nhất là người thân. Trừ trường hợp nhắn tin đòi nợ. Cái ngày nào nó cũng tấp liên tục mấy chục tin chừng á, cái đó là không phải người thân nha, đó là khác rồi nha. Còn mình nói là người thân, mình coi vô cái lịch sử cuộc gọi mình, nói gọi cho ai nhiều nhất, nhắn tin cho ai nhiều nhất, đó là người thân. Rồi ở thế gian thì người thân là cùng chung dòng máu, ví dụ như cha mẹ anh em, đó là người thân, nghe không? Nè, còn người thương nó có hai người, người mình thương và người thương mình, nó có hai người. Và cũng có khi người mình thương chính là người thương mình. Nhằm khi cái người mình thương mà họ không thương mình, nhằm khi á cái người mà họ thương mình mà mình không có thương họ, mà nhằm khi á người họ thương mình mà mình cũng thương họ luôn, thì đó vừa là người thân vừa là người thương. Thì chính cái người thân với người thương đó, người ta sẽ làm cho mình rất là hạnh phúc khi mà hai bên hòa thuận. Và cũng chính người thân với người thương đó làm cho mình cực kỳ đau khổ khi hai bên nó chéo ngoe, nó không có hòa thuận á, nó chống đối lẫn nhau á, là nó chéo. Cho nên đó quý vị, là người thân người thương mà lúc hòa thuận thì hạnh phúc dữ lắm. Không có hạnh phúc gì bằng chúng ta có người thân với người thương. Nhưng mà không có đau khổ nào bằng khi chúng ta cãi lộn với người thân với người thương. Nó căng là căng chỗ đó, nên đừng có bao giờ ngu mà cãi lộn với người thân người thương của mình. Cãi lộn với bên ngoài thì cãi, đánh lộn với bên ngoài thì đánh, tranh giành với bên ngoài thì tranh. Nhưng người thân với người thương mình tuyệt đối đừng bao giờ cãi lộn, đánh lộn và tranh giành với nhau hơn thua nhau. Cái đó là ngu đó quý vị. Tại vì làm chuyện đó làm cả đôi bên đều đau khổ. Mình muốn hạnh phúc hay muốn đau khổ? Cuộc đời mình đi tìm hạnh phúc nè, mà tại sao hạnh phúc trước mắt không hưởng, đi cãi lộn chi vậy? Đi cãi lộn với ai? Cãi lộn với người thân với người thương của mình, chi cho hai bên cùng đau khổ. Nó thiệt á, hai bên mà ngủ mà sáng đêm không ngủ luôn, mở mắt chao cháo, không đau thử coi. Cỡ chừng 8-9 giờ mà cãi lộn với người thân người thương mình, cái sáng đi mà ngủ được thua liền á, nằm lăn qua lộn tới rồi lăn qua lộn tới sau sáng rồi xong. Quý vị thấy chưa? Cho nên quý vị, người đó không phải là người trí. À, như vậy á, một người mà có phước báo, vừa có người thân, vừa có người thương, vừa có lính, tức là vừa có quyền lực á, rồi đẹp, sống dài, có tiền, thông minh trí tuệ, ngon chưa? Có quyền lực, có người thân, có người thương, còn gì nữa bằng? Ở trên đời mà có thằng gì nữa bằng? Đi đâu, trời ơi, đi du lịch hay gì, móc ra cọc tiền không cần đếm, ngắt không, xài ngắt không. Còn mà vàng đeo mà tới khum lưng luôn á, vàng đeo khum lưng luôn. Hột sọn nào lấy bằng cái tô của tôi nè. Đó, đeo dây đó, có gì nó, nên ta có phước. Nguyên cái gia đình anh em ta hòa thuận với nhau, thấy đi đâu có vui không? Còn đi đâu mà cô đơn, cô độc, quý vị, thấy nó đâu có vui. Cái đó cũng là kém phước một phần á quý vị. Ở đây chúng ta đang nói tới pháp chứ không nói tới người nào. Mà người nào lỡ mà có cô đơn á thì đừng có cô độc, mà có cô độc thì đừng có cô hồn. Nha. Cô đơn là gì? Cô đơn là sống có một mình. Còn cô độc là gì? Là không có người thân và không có người thương, là cô độc. Cô độc là nằm ở góc độ của tâm, còn cô đơn là nằm ở góc độ của thân. Ví dụ người đó không có ai chứ, chỉ có một bình à, người đó rất là cô đơn. Nhưng mà người đó không có cô độc, người đó có bạn, có bè. Có nghĩa là người ta có thể nói chuyện với người này, chia sẻ với người khác, đi chơi với người nọ. Người đó không có cô độc, họ cô đơn mà không có cô độc. Nhưng mà người á quý vị, có đủ người thân hết trơn á, mà người đó thật sự là cô độc, không chia sẻ được với ai chứ, không nói được với ai, ngậm ngùi luôn.
anh em mười mấy người mà chưa bao giờ dám điện thoại nói chuyện và nhắn tin với người đó tâm sự một vấn đề riêng tư của mình. Tại vì sao? Nói nó chửi, cho nên đâu dám nói. Nói ra lời là nó chửi, nói mẹ ơi mẹ con bị này, ôi bữa trước tao nói mày không nghe, mày đi lấy đó này nọ, mới nói ra nó chửi. Mà chồng quýnh muốn chết luôn, điện thoại về mẹ để tâm sự, mới mở miệng ra là phải nạt rồi. Làm ở nó tao kia lấy kia mình lấy đó chứ, bây giờ nó bắt đầu ha, nạt hồi luôn, hết biết đường nói luôn, nói anh nói em gì à, tại vì mình cũng phải dở một phần mà mình cũng đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi, là mình cãi gia đình, còn bây giờ nó làm cho mình khổ, đâu dám nói, đâu dám mở miệng nói. Cho nên ha, tôi hỏi tâm tôi sao lặng lẽ, tôi hỏi vì sao thế giới đông người tôi bỗng thấy cô đơn lại chỗ đó đó quý vị. Có người thân, có tất cả bạn bè là có hết mà không có tâm sự được với ai chứ, đó là người cô độc thật sự đó. À, đó là chính là người cô độc. Cho nên nói người mà có phước á, người ta có hết tất cả các cái trong đời sống á quý vị, nhưng người ta có tất cả trong đời sống nhưng nó có một cái chúng ta không có mơ ước, đó là có thêm cái phiền não nữa. Nó căng căng chỗ đó đó. Chứ không phải mà có sắc đẹp, có gia tài, có của, có cải, có danh, có lợi, có tình, có người thân, người thương, có sức khỏe, có thọ mạng đồ thì ngon quá rồi. Nó kèm theo có luôn cả phiền não chổng nữa. Cho nên ở gần người thân mình phiền não dữ dằn lắm. À, quý vị tại sao? Tại sao á, mà người ta hỏi bữa đó trước á, có một người đó hỏi thầy á, là tại sao mình sống gần người thân, người thương mình mà sao mình cảm thấy nó đau khổ dữ vậy? Đáng lẽ người thân người thương mình sống gần nó hạnh phúc. Tại vì là thầy nói là tại vì mình xui. Xui gì? Người thân người thương mình nhưng mà không phải là thánh mà là phàm. Do đó phàm á là chỗ có ba cái loại tâm mà gọi là tâm tam độc đó. Mà độc cái là mình dướng vô cái là mình nhiễm độc, mà đó là tham lam sân giận và không biết được Phật pháp, gọi là si mê vô minh đó, là gọi là tham sân si. À, tham lam cái gì nó cũng hốt, sân cái gì nó cũng đập, si mê nó làm tầm bậy không. Do đó mà chúng ta sống với người thân của mình hoặc là người thương của mình, tại sao mình đau khổ? Là tại vì họ bị ba cái tâm này nè, họ không có tu. Cho nên họ tham, tham của ai? Tham của mình. Tại mình sống gần họ nhất, cho nên họ mở mắt ra thấy của mình là họ hốt. Vậy là mình bị mất của. Mình sống gần người thương mình mà mất của nó hốt hết trơn à. Chồng làm nhiêu cũng bây giờ hốt, không cho thằng đồng bạc uống cà phê luôn, uy tín không? Có nhiều hốt chơi con nhỏ nó chơi, nó tham nó hốt chơi, ông già chia đất lại cho nó tìm cách lấy chơi, nhà đội đứng tên luôn, ủi không, bắt đầu cái tham nó là nó tính trước mình đó, mình cứ nghĩ đó là người thân của mình không mà mình đâu có đề phòng. Bởi vậy á, bữa trước có cô Phật tử nói là thầy á, thầy mình á, cái người mà dễ đâm mình nhất là ai thầy biết không? Đấy là không. Người kẻ thù mình là không. Cổ là không phải, kẻ thù không có đâm mình được đâu. Cái người đâm mình dễ nhất đó là người đứng cạnh mình. Cổ nói gì đó. Cái người mà là đâm mình mà dễ dàng nhất á là đứng cạnh mình, là người đâm mình dễ dàng nhất. Hỏi ai đứng cạnh mình? Đó là người thân với người thương. Nó đâm một cái là dính liền. À, còn kẻ thù mới đứng ngoài hàng rào, sao nó nhảy vô nhà mình được mà nó đâm, đúng không? Cầm hàng rào khóa cửa chặt chân rồi à, thấy chưa? Như vậy á là, nhưng mà cái người thân người thương mình không có đề phòng, nó tham sân một cái, nó tham một cái gọi là mình chết, hiểu không? Ví dụ mình sống chung đó mà nó tham của ai? Tham của mình, nè quý vị không? Nó làm tìm mọi cách. Bởi vì nhầm khi á, ở bên Canada đó, đưa con gái giết cha để lấy cái tiền bảo hiểm. Tại ông già mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sinh mạng đó. Ông già mà chết cái nó lãnh đâu cả mấy triệu đô đó. Mà nó là người con duy nhất, cho nên nó ra tay trước. Ở Vũng Tàu nè cũng vậy. Đứa con là châm xăng châm dầu gì đốt ông già chết để mà lấy tiền bảo hiểm. Ở bên Canada cũng có vụ nữa. Mà hai cô gái không nha, chứ chưa thấy ông đàn ông nào mà đốt cha chân ta. Thấy hai đứa cô gái căng chưa? Nữ dám ghê không? Bởi vậy chưa thấy tờ báo nào nói cái ông nào mà đốt cha lấy bảo hiểm chứ, mà thấy nữ. Nên đó quý vị á, nếu mà người thân của mình á mà không có tu á, cho nên á ta nuôi cái tham sân nó dữ dằn lắm. Cho nên người thân mình muốn sống hạnh phúc với họ, rủ họ đi chùa đi,
của họ pháp, dụ dụ họ nghe pháp cho họ bớt tham bớt sân lại chút xíu là mình hạnh phúc mà. Hiểu chưa? Chứ mà còn mà tham cái lấy của mình, sân cái nó đập mình, nó sân lên cái mà nó quơ tay nó quýnh à, quýnh à, cái người gần nó quýnh trước, hiểu không? Cho nên dụ như nó nổi sân lên cái nó rút kiếm ra cái rồi mình đứng kế bên mình rớt cái đầu nào mình không hay luôn. Quý vị chưa? Cho nên ở gần à, những người tham sân là ở nguy hiểm dữ dằn lắm, mà đó lại là người thương của mình đó chứ, hoặc là người mình thương đó chứ. Do đó mà người ta đau khổ với chính người thân người thương của mình là tại vì họ không có tu. Còn người thân người thương mình mà có tu một cái một nha quý vị, là mình hạnh phúc dữ lắm. Người ta có tu á, ta có lòng từ bi hỷ xả, tâm họ thanh tịnh đó quý vị. Cho nên có gì họ có cũng cho mình chứ, lòng từ bi họ che chở mình như vị Bồ Tát vậy đó à, họ có tu mà, cho nên họ thương mình mà họ có tu nữa, nên cái gì họ cũng cho mình, sổ đất sổ đai họ ký rẹt rẹt cho, tiền tiền rẹt rẹt cho à, vàng bạc gì cho, cái gì họ không cho chứ á. Đông quý vị không tin hả? Cái người mà tu mà họ có của đó nha đó quý vị, mình là người thân mấy người đó là ngon lắm đó, tại vì họ tu không mạng gì chứ, có nhiều cho mình chứ hả, hiểu không? Do đó hãy kết thân với những người tu có tiền. Cái đó là thầy nói là anh em cha mẹ trong gia đình thôi, chứ không phải nói người ngoài, hiểu không? Ý nói gì đó, nói chơi cho vui thôi. À, như vậy á, thì quý vị á, là mới thấy á, là những cái người đó là người ta không có tiếc mình cái gì hết trơn á. Còn mà người tham á, họ tiếc mình từng ly từng chút, từng ly từng chút. Này có cái cô kia à, lấy ông chồng, bảo là trời cho thầy ơi thầy à, mà chắc con đi tu quá. Hỏi sao vậy? Lần sống hết nổi thầy ơi. Hỏi sao sống hết nổi? Là ông chồng con á, ổng đàn ông gì á, mà ổng đưa con 100.000 đi mua đồ ớt cà này nọ gì đó, còn có 1.500 mà ổng về ổng hỏi con 1.500 đâu rồi. Con nghe con thất vọng dễ sợ luôn á thầy. Lại còn có 1.500 mà ổng cũng hỏi tôi là 1.500 đâu rồi nữa. Ổng lại đâu đó phải hạch toán đầy đủ, mà ổng làm kế toán thiệt á. Bởi vì đừng lấy chồng kế toán, có tính một cái một mà là 1.500 mà tính không qua nổi luôn, nên sáng đi chợ có 100.000 mà là tính rồi còn có 1.500 mà tính luôn. Quý vị chịu không nổi, con chịu không nổi là thầy chắc con đi tu quá thầy ơi. Thầy là thôi đừng có đi, hiểu không? Hỏi là sao vậy? Người ta đi tu ta thấy cuộc đời này là khổ, thấy chúng sanh đau khổ, người ta đi tu giải phóng đau khổ cho mình và cứu khổ chúng sanh. Còn đằng này á, đi tu vì 1.500 đó đó. Do nó vô chùa mình tu chắc là quậy banh chùa người ta à, hiểu không? Tâm phiền muộn, tâm phiền não đi tu, chứ đâu phải đi tu là tìm con đường chân lý gì đâu, phải không? Cho nên Thái tử Siddhartha mới đi 4 cổng thành, cổng thành thứ 4 á, gặp một vị sa môn đi khất thực. Thì à, ngài đâu có biết ông đó đi làm gì, hỏi ông làm gì mà cầm mình bát đi khất thực vậy? Ông là ai mà thấy lạ lạ không giống người ở đây? À, thì à, là à, cái vị đó nói là tâu Thái tử à, như thần dân đây á là tu sĩ giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan, có việc chi gọi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói qua cho được biết. Cái à, Thái tử mới lần đầu tiên mới biết cái chữ tu đó nghe. À, Thái tử là vị chứ tu là gì à, theo ông tu là gì à, thì cái vị đó mới nói là tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đắm ta lâm vào hang vực thầm, ta tu đây chẳng chịu để chơn linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bà lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lạnh, như số đắm ta lâm vào đường tối lôi. Có nghĩa là gì? Là ta đi tu quá quý vị. Còn đằng này chắc con đi tu quá, phải không? Rồi mùng 1 Tết, một cô dẫn 2 đứa con nhỏ xíu đây nè, thầy ơi thầy cho con cạo tóc xuất gia. Là trời, bởi mới mùng 1 Tết thầy lại đâu cạo tóc xuất gia, chùa người ta chùa tăng đâu, chùa ni đâu cạo tóc xuất gia. Hỏi sao mùng 1 Tết mà giác ngộ gì mà giữ vậy, giác 2 đứa lại đây mà đi xuất gia vậy? Bắt đầu mới khóc là thầy có chồng cả chục năm nay ổng không có dám đụng tới con một miếng nữa, mà hồi sáng này ổng tát con 2 tát. Bây giờ là con đi tu luôn, dứt khoát con là dứt khoát đi tu luôn, dẫn 2 nhỏ đi tu luôn. Hỏi sao vậy? Nhậu nhẹt tối ngày à, nói là sáng đêm hôm á, hôm giao thừa á, đi từ giao thừa nhậu tới sáng mới về tới nhà, không lo gì cho ở nhà hết trơn á.
À, còn nói ổng là đi làm cả năm rồi đưa tiền bả chân rồi còn gì nữa, bây giờ ha, là à, ngày cuối năm đi chơi với bạn bè mà còn lá nhà ông không phải lo chứ, ông thanh ông đàn ông phải lo ở nhà chứ, đúng không? Chắc đầu á con chửi ổng, mà chửi ổng ông nín thinh ông nói gì, con thấy ở chửi ổng không nói ổng khi dễ, cho nên á con chửi má ổng. Con chửi má ổng, ổng cũng nín thinh luôn không nói chuyện. Con chửi ba ổng, mà ba ổng á là người ổng rất là tôn kính, tôn kính ba ổng lắm, ổng thương ba ổng tôn kính á. Ổng là bà chửi tôi được, chửi má tôi còn nhịn nha, mà chửi ba tôi quýnh bà đó. Ổng nói vậy đó. Đó là bây giờ mùng 1 Tết ha, ông dám quýnh tôi thách ông quýnh đó, mặt nè đánh đi. Phải vừa đưa mặt qua bóp bóp hai cái liền. Người ta nhậu xỉn mà mặt nè đánh đi nữa chứ, trời ơi. Và vậy thách mấy ông nhậu, ông làm chửi ba tôi đánh bà đó, là thách nè, mặt nè đánh đi, ông giỏi ông dám đánh không, mặt nè đưa ra ông để có bóp cái xiển nè, còn quay lại gán cái nữa quất thì bóp bên kia nữa, rồi hai cái bóp cái nữa thôi đi tu luôn. Nghe thấy chưa, quý thấy chưa? Bởi vì do đó mà chúng ta mới thấy á, cái gì á thì cái ở trên thế gian này á quý vị, nhưng mà cái gì mà nó không có tu là ta không có nhẫn nhục được, không có tu không có hòa thuận được. Cho nên anh chị em ở trong gia đình á, có tình yêu thương thì dễ dàng hòa thuận, mà có tu á là tự nhiên nó thuận nó hòa. Quý vị, ở trong gia đình có tình yêu thương á thì nó còn hòa thuận, hết tình yêu thương hết hòa thuận, nhưng mà có tu ở đâu thì thuận hòa đó, không cần phải trong gia đình gì hết trơn á. Người ta có tu á, ta có tu người ta xả bỏ, ta lòng từ bi hỷ xả thương yêu tối ngày, người ta rèn luyện cái tâm mình không à, tu á ta sửa đổi tâm mình, ta đấu tranh với những cái ác, và lúc nào người ta cũng chánh niệm tỉnh giác thấy từng cái mà nó xảy ra trên thân và tâm của mình, nên ta sẽ buông bỏ tất cả từ cái đó, người ta nhẹ nhàng, ta thanh thản, nên ta không có quan tâm tất cả những cái xung quanh. À, cho nên thôi đất đai ruộng vườn thì mày lấy đi, tao không cần, miễn ngày cơm ngày hai bữa cầu no hay đâu bàn chuyện cơ đồ diễn vong, phải không? À, ta tu bởi vì nhầm khi người tu người ta không biết, ta nói mình ngu, không thiệt á, mình tu mà ta không biết người ta nói mình ngu, ta tự nhiên có tiền có bạc đi cho chứ nha. À, cho cha cho mẹ không cho, đi dẫn đi cho hàng xóm, ta nói mình ngu là ta cho ai cần chứ đâu phải ta cho người thân, hai cái khái niệm nó khác nhau. Người ta đi ta tu tập rồi thì người ta cho những chúng sanh nào cần, tức là người ta thiếu thốn ta cần, chứ đâu phải mình cứ nghĩ á là cho người thân không à. Cho nên có cụ Phật tử Việt Kiều Mỹ đi về đây đi từ thiện với thầy nè, đi năm đầu tiên đi đông lắm, năm đầu tiên là đi con đi cháu đi đông vui lắm, qua năm thứ hai cổ điên mình nè, cổ nói là thầy ơi, thầy con bí mật con về đây con đáp sân bay là không ai biết hết trơn nha, bây giờ là đi từ thiện á, thầy xách ập cho con á, cái từ thiện đâu đó, rồi là đi từ thiện. Thầy lão hỏi sao vậy, mấy năm trước đi nguyên dòng họ kéo xe 50 chỗ đi, rồi năm nay á không, như là thầy ơi, thầy đi xong nó về nó chửi con nát hết trơn, nó là anh em trong nhà bà con dòng họ nghèo mà không chịu giúp, mà đi giúp hàng xóm không. Là thầy ơi, thầy giúp mấy chục năm nay rồi mà toàn ăn chơi số đề nhậu không, mà con nghỉ giúp luôn gì không, giúp xây nhà hết, mua đất hết, ai cũng có xe đi hết trơn á quý vị, mà lòng tham con người vô đáy, mà cứ xin hoài là điện thoại, mà Việt Nam mà khuya khuya điện thoại lần cái sợ muốn chết luôn, điện qua không xin này cũng xin kia, rồi không cho chửi không cho nói này nói nọ này nọ vậy đó. Còn giờ đi từ thiện á, nói là cho nhà không cho, đi cho người dân, cho nên chuyến này là cổ me cổ bay về đáp im re luôn, là chạy xuống chùa đi xong mua vé bay về Mỹ, chứ là không thăm, không dám thăm người thân luôn. À, quý vị, cổ nói cái đó tâm sự riêng của cổ thôi, chứ còn sao thì mình không có biết. À, quý vị thấy không, cho nên con người ta mà không có thương á thì là không có hòa không có thuận, nhưng mà có tu á thì là có thuận có hòa. Còn ở gia đình mình á mà có thương yêu á thì hòa thuận dữ lắm. Con người ta thương yêu, người ta sẵn sàng tha thứ tất cả. Mà tới người ta hết thương rồi, bắt đầu người ta giặt, người ta mắc, từng lôi, từng mí. Có thương rồi cái gì cũng xung băng hết trơn á. Ông kia, ổng ở dưới Sóc Trăng á, ổng lên Sài Gòn, ổng làm việc. Cái ổng quen với một cái cô vợ đâu ở ngoài Bình Thuận diễn ngoài đó. Mà cô kia đó, theo bà mẹ nói thôi nha, con mắt con mí hà, mà lịch sự lịch sùng, có lùng tịch, có 1.5 m hà, mà còn đen thui nữa chứ.
cái bà mẹ dẫn về chào mẹ ở dưới quê á, bà mẹ nhìn cái bà nói thôi rồi, bà lên nhìn dâu, còn nhà có đứa con trai mà nhìn dâu cái hỏi ôi, cái đầu kêu con trai vô nói trời ơi mày, tao thấy tướng tá mày cũng đẹp quá, sao mày lượng vợ gì đâu mà con mắt gì nó ti hí vậy không. Cái con bà nói là má ơi má, bây giờ ô nhiễm môi trường bụi không à, con mắt nhỏ nó không có bụi, nó không có văng vô, nên khỏi tốn kiến mang, khỏi tốn nhỏ mắt gì hết trơn á. Thấy không, con cũng lựa dữ lắm đó, là chống lại ô nhiễm môi trường bụi. Thấy không, là thôi gì cũng được, sao mà kiếm đứa gì nó lùng xịt gì này nọ vậy. Là nhà mình á, nhà nghèo cửa thấp cho nên ra vô nó khỏi đầu khom lưng, nó đi ra vô chứ ban đêm mà dâu cao cao đến đụng đầu rồi đi cho bệnh viện thì sao. Hiểu chưa, cho nên lùng lùng á là dễ. Hỏi duyên á là sao mày kiếm nhỏ như nó đen xì không kiếm nào trắng trắng vậy. Là má à má, trắng là model Việt Nam thôi chứ nước ngoài là ta lựa da ngâm không. Bên ngoài nước ngoài đi qua Mỹ qua châu Âu ra người nào da ngâm mới là hoa hậu nha, chứ mà da trắng là vứt, không thích da trắng. Cho nên nó đi phơi nắng rồi nó chét gì lên cho da nó nồng hồng nâu nâu bánh ít đó là số 1 nha. Còn mình ở đây đó là bánh ít nhân trần, còn kia là cái vỏ bánh ít nha, ta đại loại là vậy. Cho nên đó quý vị, tới người ta thương rồi á thì cái chỗ nào nó cũng đẹp, nghe không đó. Đẹp người đẹp cả tướng điên, đẹp người đẹp cả tôn ti họ hàng, cái gì cũng đẹp. Nhưng đã thương rồi mà nó ghét một cái rồi, mà nó hận một cái rồi, cái gì nó cũng xấu. Có nghĩa là nói cái là nó giạt ngang đồ, cái này đồ kia là đồ bỏ không đó, nói là toàn đồ bỏ. Do đó mà người ta thương á, cái gì người ta cũng thuận cũng hòa, mà ghét cái là cái gì nó cũng không có được chứ. Nên ông bà mình nói là thương nhau trái ấu nó cũng tròn, mà ghét nhau cái bùng hòn nó cũng méo. Còn chùm sò ông nói là nó méo xẹo mới đau. Cho nên đó quý vị á, mà biết chừng nào người ta thương người ta ghét á quý vị, ly nào á mình còn làm quyền lợi gì cho người ta còn thương. Và bây giờ hết quyền lợi cho người ta là người ta hết thương, quý vị thấy vậy không. Cho nên nó thương là từ cái khái niệm về quyền lợi, tức là người ở ngoài đó. Còn ở trong đạo á thì người ta còn duyên nghiệp với nhau nữa quý vị. Cho nên á, tu cho nó chắc ăn, tu quá là thuận hòa. Mà chỗ nào có hòa, chỗ nào có thuận á quý vị, thì chỗ đó người ta sẽ nhẫn nhục, không có xảy ra chiến tranh, không có xảy ra đấu tranh. Nên ở trong nhà có hai cái chữ á quý vị, đẹp nhất là chữ nhẫn với chữ hòa. Ví dụ như mình sống với nhau ha, mà ai cũng nhịn hết là gia đình ăn vui lắm. Ai cũng hòa là không có chống đối nhau đó quý vị. Cho nên người ta có nói là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Dạ đó quý vị, chúng ta có phước làm ta có đó. Còn bây giờ á mà mình muốn an vui hạnh phúc thì mình ở không nè nghe. Bắt đầu á không tiền, không đừng có không tiền, có tiền đi nha. Không có tham, không có giận, không có ích kỷ hẹp hòi. À, quý vị đó, tức là mấy không đó, không tham, không giận, không ích kỷ hẹp hòi, không làm biếng, hiểu không đó. Rồi á không có ăn chặn ăn bớt, rồi không có lường, không có gạt với nhau, chứ không có nhiều thứ không lắm. Mà không đó làm cho cuộc đời mình an vui đó. Nhưng mà cái đầu tiên của người tu tập là không tham, không sân và không si mê. Không tham thì sao? Ta thường hay quán vô thường thì người ta sẽ bớt tham. Và người ta thường hay giúp đỡ những người khác thì họ sẽ bớt tham đi. À, quý vị tham á là ai cũng có, chứ có ít có nhiều thôi. À, quý vị. Do đó mà người nào bớt tham thì người đó bớt khổ. Cho nên mình tập cho người ta, tập cho người ta để cho mình bớt tham và mình hay quán vô thường. Nên Đức Phật dạy á, ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã á, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển, ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, tức là tất cả pháp mình có thể nhận diện được bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì tất cả các pháp đó đều là vô thường. Cho nên đó nó như một cái giấc mộng thôi chứ nó không có thật. Như là huyễn, như là nó cũng không thật, chữ huyễn là không thật đó. Như mộng huyễn, như bào ảnh là như cái bọt bóng á. Như điển là như cái tia chớp á. Như lộ là như xương á. Như khói, như xương thôi chứ không có lạ gì hết. Tất cả các cái trên đời này, vì tham nó để làm cái gì?
chẳng qua nó có duyên với mình, nó đến hết duyên thì nó đi vậy mà thôi. Chứ thực ra đừng bao giờ tham nó để làm gì, kiếm nó cho nó nhiều 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 vô mình bất chấp tất cả. Trong kinh Du Lan nó làm miệng sao, có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Mà thấy không? Do đó mà mình đấu tranh cho bớt cái tham xuống chừng nào là mình hạnh phúc chừng đó. Còn tham ở trong lòng, tham là gì? Là muốn có những cái nó làm cho mình sung sướng. Cái gì làm cho mình sung sướng là mình muốn có cái đó. Mà muốn có càng nhiều mình phải đi làm tất cả các nghiệp để mình có cái đó. Như vậy đó gọi là tham đó quý vị. Do đó mà cái người tu ta tùy duyên, chứ không phải người ta muốn có mà thực hiện cái có đó bằng mọi cách. Mà ta tùy duyên, nó có duyên đến, hết duyên nó đi thôi. Người ta tùy thuận vào duyên chứ không phải là ta hết tìm đủ mọi cách để có nó. Thì gọi đó là tham đó. Mình bớt đi chút bằng cách là quán vô thường. Đời nó có còn có mất, bữa nay nó ở trong tay mình, ngày mai nó ở trong tay người khác. Cho nên có cô Phật tử mà vừa rồi bị dịch tới nay cổ bể ba công ty, không còn miếng nào hết. Nguyên cả một cuộc đời sáu mấy tuổi rồi, làm tổng ba cái giám đốc, ba công ty sập tiệm hết. Nhìn cái mặt cổ thấy gọi là muốn hết ăn cơm luôn. Nhìn mặt cổ như cái bánh bao mà buổi chiều nó mắc mưa vậy đó. Nó làm sao là nó y vậy đó. Gọi là mình là nhìn thấy là nản luôn. Cổ đi tới trường có là mất hết. Rồi hỏi mất cái gì? Gọi là mất hết. Nói cả nửa tiếng hồ nghẹn lời mới nói ra ba công ty bể trơn, nợ tùm lum hết trơn, làm mấy chục năm nay nhà cửa bán trơn, còn mất trơn. Là có mất cái gì đâu, mình thấy mất chứ có mất cái gì đâu. Cha mẹ mình sanh ra mình có cái gì, cái tả không có nữa đó. Cha mẹ sanh ra của mình không có gì đâu. Bây giờ còn bộ đồ mặc, còn cái kiến thức đã học tới là tới thạc sĩ tiến sĩ gì rồi, còn đóng kiến thức nè, còn đóng kinh nghiệm ở đời nè. Và những năm tháng mình làm giám đốc đó mình làm được cái gì? Mình phát lương cho bao nhiêu công nhân, rồi cất nhà cho cha, cất nhà cho mẹ, cất nhà cho anh, cất nhà cho em, trả nợ, rồi mua đất, mua đai cho anh em gì quá trời, nuôi người này kia. Những cái đó sao mình không tính mà mất hết đâu, mất hết. Những cái mà mình cho, mình tặng rồi trong cuộc sống mấy chục năm nay ăn xài nữa chi? Tiền đâu ra? Cũng tiền ở trong mình làm ra chứ đâu mất. Hiểu không? Bây giờ cũng còn được bộ đồ mà. Ở đâu mất, còn được kiến thức mà. Quan trọng là còn cái mạng này nè. Nó còn cái mạng nè. Chứ con chết. Chết gì chết. Nó không quý vị. Hồi sanh ra có miếng nào đâu, cái đó toàn là của người ta không á, của đời mình hút vô đó. Thì bây giờ mình không trả lại cho đời thì mai mốt tắt thở rồi cũng trả. Vậy thôi, không trả trước cũng trả sau à. Nói thiệt đó quý vị. Nên đó, đồ đeo đừng có khoe. Khoe làm chi, nhẫn đồ đẹp đẹp đừng có khoe. Có nhiều người mới mua nhẫn hột tròn đi kiểu tay đây không? Tính đâu tay có thật không? Ai nhè đâu nói nhá hột tròn cho người ta thấy. Cái nhẫn cái tay vậy đó quý vị. Khoe làm chi, mai mốt nó cũng lấy hà. Đâu quý vị không tin hả? Tắt hơi cái nó liệm á. Trước khi thay đồ liệm dâu, rể, cho nội, cho ngoại. Hốt sạch bắt. Không tin hả? Chết thử đi. Nói thiệt á quý vị. Thử đi. Quý thầy là đi tụng kinh đám hoài sao không biết. Không còn miếng nào luôn á quý vị. Cái đó là đồ đeo trên người nha. Còn mà đồ để trong tủ nữa. Trời ơi. Mình tính đâu bởi gì. Thầy đi thăm một cái người cô. Mà thầy thăm thì khoảng chừng 3-4 ngày sau là mất á. Là hấp hối đó. Vậy đó quý vị. Mà năm đó thầy nhớ này cho 200 ngàn. Mà cuốn lại lận vô lưng quần, mà ngó qua ngó lại sợ con dâu nó thấy. Mà còn có 3 ngày nữa chết đâu quý vị. Mà cho 200 ngàn mà cuốn lại lận đây mà sợ con dâu nó thấy. Là chấp cô dấu luôn đó. Trời ơi, hàng ngày nó nuôi bệnh mà nó thấy nó me hết trơn rồi. Chỗ nào cất tiền, chỗ nào cất vàng, chỗ nào sổ đỏ, sổ đất. Nó đã tính trước hết trơn rồi. Chứ ở đó mà lận dấu nó không biết hả? Quý vị, vợ gì con người ta nhìn tính đâu giấu khỏi hả? À, tắt vừa tắt hơi cái một nó lục cái mà không y địa chỉ nữa thôi luôn á. Cho chắc cái gì khóa tủ sắt luôn á quý vị. Mình tính đâu một mình là biết khóa của tủ sắt ha. Quay vòng tới 4 vòng, vòng sau 3 vòng, vòng tới 2 vòng mà mở đầu ra ha, tính nó không biết hả? Có thiệt á quý vị, hỏi đứa nào nó nuôi bệnh mà không biết phải thua liền gì cũng thua đó. Không cần ghi chép luôn, nó nhớ đây luôn nè. Đây đằng xa mà nó me đằng xa, nhìn nó thấy rồi, hàng ngày mở nè. Nó thấy rồi, nó thuộc lòng hết trơn, nó đã chuẩn bị trước hết trơn rồi. Đó, quý vị. Còn nếu mà nó quên mật mã hả, thì nó ra
ở ngoài tiệm á, nó có cái chìa khóa đa năng, nó ra ngoài đưa tủ sắt tặng mấy ngày, còn cuối cùng nó lấy cái đèn khè, nó khè một cái một cũng đứt cái tủ sắt. Quý vị cho giỏi thì giấu, giấu đường nào thôi, ba chuyện đó không có gì. Cho nên á, bây giờ lỡ làm ăn thua lỗ, lỡ mất tiền mất bạc thì cũng như trả lại cho đời trước kỳ hạn vậy đó. Bây giờ ví dụ như mình vay 2 năm mới trả, 5 rưỡi có tiền trả trước thời hạn, nó phạt chút thôi, đâu có nhầm nhò gì, hiểu không? Giống hình mua xe trả góp, giờ trả 10 năm, bây giờ 5 năm tôi đủ tiền tôi trả nè, được không? Thì bây giờ á, người ta giật mình trước hoặc là bể công ty, nó cũng giống hệt trả lại cho đời trả trước kỳ hạn thôi, chứ có ở đâu. Rồi tới kỳ hạn là thấy khi nào nín thở làm thinh là tới kỳ hạn đó, là chết đó. Người chết nín thở và làm thinh đó, lúc nào mình làm thinh không nhúc nhích mà nín thở luôn rồi vô mà không thấy thở gì hết trơn đó, là biết lúc đó chết đó ha, là lúc đó bắt đầu nảnh đứa nào nó lấy đó, còn cái gì đâu. Pháp lực chỉ bảo hộ khi mình còn thở thôi, còn tắt thở sẽ của cải của mình là người khác, của người khác, là người thừa kế chứ không phải là của mình nữa. Cho nên nó đau lắm. Mình đang còn sống còn thở, nhà cửa bạc vàng sổ đất sổ đai ha, trà rá hộp sòn xi măng rồi ha, mà tắt hơi cái không có gì là của mình hết, nó chua xót. Cho nên người ta sợ lúc tắt hơi, sợ lúc tắt hơi những của cải của mình á không phải là của mình nữa, mà chỉ cần một giây thôi, tắt hơi qua giây sau là hết thành của mình này. Thấy khủng khiếp không? Cái chuyện này không biết có thiệt không nha. Cái cô Phật tử có mua cái nhà đó quý vị, cái nhà 2 tỷ mà người ta bán có 1 tỷ 3 à. Cái nhà giá nó 2 tỷ mà người ta bán có 1 tỷ 3 à. Cổ thích quá mà nhà vừa ý nữa, cổ vô cổ mua. Cổ mua rồi cổ vô cổ mới nói tại sao người ta bán 1 tỷ 3, lúc cổ vô cổ ở cổ mới biết. Cổ lại cổ ở mà ban đêm nó lục chén rồi rỗng nó xả nước ào ào đi bịch giật mình tới dễ không thấy ai chừng. Cổ là trời ơi cái kiểu này bởi vì mấy chủ trước á, mua 2 tỷ bán 1 tỷ 8, rồi mua 1 tỷ 8 bán 1 tỷ rưỡi, mua 1 tỷ rưỡi bán 1 tỷ 3 đó, người ta bán vậy đó, là không biết lý do sao mà nhà cũng ngon lành lắm. Ai nhà đâu, cổ lại cổ vô cổ ngủ rồi cổ mới phát hiện cái lý do, mà phát hiện giờ đã muộn rồi. Giờ mua 1 tỷ 3 bây giờ ai bán, ai mua 500 con bán luôn thầy ơi. Là bỏ của chạy lấy người là thôi, bán làm chi, đừng bán, cái đó không sao hết trơn á. Để thầy chỉ cho cái dễ ợt ha. Bây giờ có sổ hồng không? Là có, tên con sổ hồng. Ta dễ ợt, đi công chứng sổ hồng thầy đi. Rồi mua giấy trái cây về, mới giấy đem cái sổ hồng công chứng ra để đó, lên giấy là cái nhà này là nhà tôi, sang sổ đàng hoàng, tên của tôi, giấy xong đốt. Là tôi nè, mới là người đuổi mấy vị, chứ không phải là mấy vị đuổi tôi, hiểu không? Nhà này tên tôi, công chứng sổ hồng của tôi, nên tôi mới có quyền đuổi mọi người nè, chứ không phải mọi người đuổi tôi. Cúng một lần một tiệc luôn. Cổ là từ đó sao không thấy gì luôn, im re luôn. Thầy đó, thấy chưa, người ta tính đâu sổ hồng của người ta, mà con của người ta nó thua đề, nó bán nhà rồi. Cho nên là sổ hồng là tên của mình phải đốt cho người ta biết nghe, công chứng nghe, không công chứng nó là photo. Cho nên là phải đốt, mà giấy công chứng nha, đừng đốt bản gốc nha. Đốt bản công chứng là nó là nhà của tôi mới có quyền tôi đuổi mấy vị, chứ mấy vị không có quyền đuổi tôi, đúng không? Nhà mình mà, hiểu chưa? Đốt người ta nhìn lên ta cuốn sổ, vừa qua thấy cuốn sổ để tên người khác, cái lúc đó mới chịu thua đó, mới chịu thua đó nha. Là im đi, hàng đêm tôi tụng kinh tôi cầu siêu cho, hiểu chưa? Mà không im là tôi đuổi có bữa à, hiểu không? Nhà tôi à, thấy không? Lúc đó ta mới im re luôn quý vị. Mà không biết nó trùng hợp sao thầy không biết. Thầy cái đó thầy chế là chỉ đại, chứ trong kinh không có dạy. Thầy suy nghĩ vậy đó, thầy suy nghĩ kiểu thế gian á mà. Thầy chỉ đại nó vậy, hên xuống đây gửi thôi. Mà cổ đốt cái cổ là im re luôn. Đó, trời ơi hay ghê nha. Để mai mốt mà biết được cái chiêu này, mai mốt mà ở nhà ai mà có mới mua nhà về mà lục đũa lục chén chạy đình thịt rồi ha, quậy đồ ban đêm đó nha. Rồi mà phải mua nhà có sổ nha, chứ mà còn mà mua nhà giấy tay rồi coi chừng không tin à. Giấy tay phải lăn tay à, nó phải lăn tay, mà lăn tay không biết sao nó kiểm tra cái vân tay mình nữa, bên đó cũng căng lắm. Sổ hồng là chắc ăn, nghe chưa? Cái nào mà có sổ hồng, đây là nó là, đây là sổ hồng đó, có công chứng đàng hoàng đó, là đi ra đó ngon lành. Cho nên nó có gì, lâu lâu thầy cũng nghe vụ, lâu lâu thầy nghe vụ nữa. Ở gần chùa thầy cũng có một cái cô Phật tử bảy mấy tuổi cũng mới sang nhà gần chùa, nửa đêm trong 12 giờ điện thoại
là thầy ơi thầy, con mới sang nhà đấy ở con mình nè, mà bây giờ nữa đi con thấy có người nằm kế bên con. Cô nói gì đó, cô nói nhỏ nhỏ là trời ơi, ở đâu người nằm kế gì có đóng cửa đâu à, kỹ không? Là trời ơi, đóng khóa mấy lớp luôn thầy ơi, có người nằm kế bên bây giờ không có dám nhúc nhích nè. À, điện thoại thầy làm sao? Thầy là thôi, gán niệm Phật sáng đi em đi. Rồi ngày mai á, đi vô tiệm phòng phát hành á, mua cái máy niệm Phật về để kế bên mình đó. Bắt nhỏ 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 nhỏ. À, cái bữa sau á, cũng mua cái máy niệm Phật về, cứ bắt nhỏ 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 nhỏ. Rồi là thầy ơi thầy, nó hết nằm kế mà nó đứng ở cửa buồng. À, nó đứng cửa buồng nó ngó vô. Con ngủ không có được, đang ngủ mở mắt ra thấy cửa buồng á, ngó vô. À, thầy nói bây giờ ngày mai mua thêm cái nữa treo ở cửa buồng giùm thầy đi. Mua máy niệm Phật á treo cửa buồng. Treo cửa buồng xong cái nó ra nó đứng ở ngoài cửa cái nó nhìn vô, là trời ơi trời thầy. Nó không đứng cửa buồng, đứng cửa cái nhìn vô. Hiểu chưa? Cái là bây giờ treo một cái cửa cái nữa, mua treo một cái cửa cái nữa. Cái gỗ là thầy ơi thầy, bây giờ nó đứng ngoài lộ nó nhìn vô. Rồi là người ta đứng ngoài lộ nhìn vô thôi kệ người ta đi. Nhưng mà giờ tôi hỏi cô nè ha, tôi hỏi thiệt cô một cái ha. Bây giờ nhà cô có đóng cửa không? Là có. Vậy có đóng cửa làm sao cô biết là nó đứng ngoài lộ nó nhìn vô? Cổ la, con ngủ mơ mơ con thấy. Lấy mô Phật. Vậy mấy bữa nay mơ mơ thấy chứ không phải thiệt, hiểu không? Ngủ mơ màng á, như kiểu nằm bao vậy đó. Thấy thầy tính đâu là nằm thấy thiệt. Nói thầy tính đâu là thiệt không mà, nói đâu thiệt quả là nằm kế bên không mà. Mình tính đâu, trời ơi cái gì mà nó ghê dữ ta. Cổ nói như là nằm kế bên là như là thiệt vậy đó. Ai nhà đâu tới cái vụ mà nó ngoài lộ nhìn vô, thầy mới hỏi tôi là bây giờ đóng cửa làm sao biết nó ngoài lộ nó nhìn vô. Bởi là con nằm mơ mơ con thấy là rồi, hổm dài y chát mơ mơ. Tại biết sao không? Tâm lý ở mình á, rồi cái nhà mới nó cứ tưởng ra là có đứa nó nằm kế bên, hiểu không? Cứ tưởng, cái tưởng của mình nó ghê gớm lắm. Mình tưởng là nó như vậy đó, rồi nằm mơ mơ mình thấy y như thiệt vậy đó, chứ nó không có khó. À, do đó mà tôi đặt cái máy niệm Phật là giải quyết mặt tâm lý. À, có niệm Phật thì nó đâu có dám lại đó, tâm lý gì đó. Rồi tới chừng mình treo cùng nhà trên rồi, còn nghĩ người ta đứng ngoài lộ người ta nhìn vô nữa. Nó đứng ngoài lộ nhìn vô thì kệ nó đi, chứ giờ còn làm gì nữa, quý thấy không? Cho nên đó, nhiều người nhá, gặp ma chứ chưa chắc phải là ma đâu. Đó, quý vị nhầm khi đó là con ma trong tâm của mình á, là con ma trong tưởng á. Cho nên cái người tu tập á, quý vị người ta chánh niệm tỉnh giác. Còn tất cả những loài xung quanh thì mình khởi tâm thương yêu là nó hòa hết với nhau à. Do đó ở trong kinh, cái này trong kinh có thiệt nha. Một cái đoạn á, là các vị tỳ kheo đi tới khu rừng nọ đó, ngồi dưới gốc cây á. Thì cây lâu năm có thọ thần. Các vị thọ thần á mới giơ tay ra chọt lét mấy vị tỳ kheo á, trong cái gốc cây á, mình ngồi gốc cây này, trong cái cây á đưa tay ra người ta đang ngồi thiền chọt lét. Các vị tỳ kheo không có sợ đâu, ta ở một rừng quen, ta đâu có sợ ma. Nhưng mà phiền, đang ngồi thiền chọt lét ta xác định này làm sao mà ngồi được. Do đó mà các vị này không biết làm sao hết trơn á, mới lên bạch với Đức Phật. À, bạch Đức Thế Tôn, tụi con ngồi thiền trong khu rừng này nè, mà khu rừng cây lâu năm á, các vị thọ thần á thường hay làm phiền tụi con quá, tụi con tu không có được. À, thì xin Đức Phật chỉ dạy cách để hóa giải. Thì Đức Phật nói là các con á, trước khi ngồi thiền hãy khởi tâm từ bi thương yêu tất cả muôn vạn loài chúng sanh, có cái vị thọ thần trong cây đó luôn. Tức là mình khởi tâm từ để thương yêu đó, cứ vậy thôi là được à. Thì bữa sau đó các vị tỳ kheo đó ngồi người gốc cây đó, trước khi ngồi đầu khởi tâm thương yêu. Thương yêu tức là thấy người ta khổ mà mình thương á, là khởi tâm từ thương yêu đó quý vị. Sau khi khởi tâm từ thương yêu xong ngồi thiền, từ đó về sau không có ai mà chọc phá chứ á. Tại vì lòng từ bi nó quá giải tất cả các cái. Cho nên đó là khi mà khởi tâm từ là không dám chọc phá nữa. Do đó mà chúng ta đi ngang mấy cái nghĩa địa rồi ha, ban đêm điền mình đó, sợ đó, niệm Phật gãy tâm từ. Có nghĩa là chúng ta khởi tâm từ thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, của già, của bệnh, của chết, của không tu, của đau khổ. Cho nên đó là mình thương yêu, rồi là mình đó là tha thứ, khoan dung, độ lượng, thương yêu, giúp đỡ họ. Thì từ đó đó quý vị, họ không có khởi cái tâm ác với mình. Quý vị chứ còn á, bình thường mình cứ nghĩ người ta phá mình không, sao mình không nghĩ người ta giúp mình, hiểu không? Tất cả là chúng sanh có tâm linh mà, do đó mà cũng có thiện có ác mà. Do đó mình khởi tâm từ với người ta thì người ta sẽ khởi cái tâm thương yêu mình lại, mà thôi thương yêu người ta bây giờ cũng cứu giúp hết. Cái này á, là có cái gì nằm ở trong tưởng mình thôi, tất cả cái nằm tưởng, nhầm khi cái tâm mình nó mơ màng màng khó lắm. Thầy cũng bị đó. Thầy qua bên Đài Loan ăn bánh á, thầy dạy giảng cái Cao Hùng á, mà cho thầy ngủ trong cái giảng đường.
cái giảng đường nó lớn cả chừng 20 lần cái chùa này nó lớn vậy đó. Còn cái giường nằm ở góc á, cho thầy ngủ có một mình ở đó à, ta đi dễ chân à, tại lợi một mình mà mình à, mở mắt ra nhìn giảng đường nó lớn khủng khiếp luôn, mà nó im re ở trong đó, thầy nằm xuống thầy ngủ thì ngoài này nó đi guốc à, cọp 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 cọp, thầy mở mắt ra nhìn thấy ai chân, mà nhắm mắt lại ngủ mơ mơ mà màng nghe cọp 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 đi bằng guốc không à, có gì đập xuống ở dưới cái nền mà nền nó là nền gỗ á, nghe cọp 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 mà không biết mình mơ tưởng cái gì, thì nó mơ mơ màng màng thầy cũng không hiểu, là chứ không phải là mắt mình nhìn thấy, không có nhìn thấy. Mà lúc đó là tới 2 giờ sáng rồi, mà đầm xuống vẫn nghe cọp 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 hoài đó. Thầy ngồi vậy không nghe hết, cái đầu thầy ngồi vậy, thầy ngồi thiền ngồi vậy không nghe hết, nằm xuống ngủ mơ mơ màng màng nghe cọp cọp nữa, nghe cọp mà nghe lớn luôn á, cọp vọng xuống nền nghe cọp 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 vậy đó. Sáng thì thầy phải giảng, mà thức đêm kiểu này sao sáng giảng nổi, nhức đầu giảng ngày nổi, nên thầy mới nói là tôi á, ở Việt Nam nha, tôi qua đây tôi đi hoằng pháp à, tôi đi giảng chứ không phải tôi đi tới đây tôi ở, tôi lấy cái phòng này vậy trơn á, cho nên á là các vị á nghe giúp tôi á thì tôi cầu nguyện cho, mà không giúp tôi á mà tôi sáng mai tôi mà tôi giảng không được á, các vị chịu trách nhiệm tội gán chịu à. Thầy nói vậy đó, thầy nói đại nói lớn luôn, mà thầy nói bằng tiếng Việt rồi hồi thầy nói tiếng Anh cái thầy nói tiếng Anh nữa với tiếng Tàu. Chứ giờ không biết là người gì, cho nên mình phải nói nhiều thứ tiếng để mình bao xô, chứ không phải nhầm khi nói tiếng Việt mà lỡ mà Đài Loan là sao biết, hiểu không? Rồi lỡ mà không phải ông Đài Loan mà cái ông người Mỹ là sao à, do đó mình nói nhiều tiếng, biết tiếng nào nói tiếng đó à, lâm râm có gì, nằm sát im ra tới sáng luôn, mà thầy giờ thầy không giải thích được, nằm im ra sáng thầy nói vậy cái nằm im ra tới sáng luôn à, không biết làm sao nữa, bởi vì giờ thầy mới không biết làm sao nè, giải thích làm sao không biết, giải thích làm sao nữa, còn mình nghe cái tiếng đó không biết nghe tiếng gì nữa, nhưng mà nằm xuống mơ mơ mà ngàn màng là nghe nó đi cái bước chân á, cọc 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 bằng guốc á, mà mình nhìn lên không thấy gì hết trơn á, mới lần đầu tắt đèn hết, nó có đèn trong ngủ biết là thầy có ổ điện nào bắt hết, mò ổ điện nào bắt hết trắng bưng luôn hết trơn á, bắt gọi là mấy chục cái ổ điện luôn, ta bắt hết trơn không còn một cái bóng đèn nào hết sáng, cái mà mấy người người ta quản lý lại đó là trời ơi trời, sao mà thầy bắt đèn hết trơn cái giảng đường ta vậy, thầy là bắt cho nó ấm chứ đâu có dám kể cái vụ lộp cộp hôm, kể là hộp hôm cái người ta nói mình không có đạo lực rồi sao, hiểu không? Cho nên nó là mình cũng phải có lực gì ha, đó mình nói là mình bắt cho nó ấm thôi chứ đâu có dám nói, chứ dám nói là trời ơi ông thầy mà sợ ma, hiểu không? Mang tiếng sao, hiểu chưa? Nhưng mà thôi kệ, nói mình ém luôn, mình không kể, hiểu chưa? Mà cũng không biết làm sao nữa, đó, nó khổ ghê, giờ không biết cái chuyện đó làm sao, nhầm khi mình ngủ mơ mơ màng màng đó, quý vị, nhất là mấy người mổ á, đi ra mơ mơ màng màng, có thấy này thấy kia đó, là cái tâm mình nó bất ổn trong lúc mê, thuốc mê á. Còn mình giờ là mình buồn ngủ á, mơ mơ mạng giờ cũng không giải thích được, cho nên có những cái việc mà mình không giải thích được. Còn cái việc mà đốt cái sổ hồng đó là thầy chỉ đó, mà đốt xong cũng im ra, thầy cũng không biết làm sao, nói chung là mình cũng không biết người ta làm sao, không biết cái chuyện có thiệt hay không, hay là về tâm lý thôi cũng không chừng á à, nhưng mà thôi, mình theo Phật rồi thì mình tin là tất cả các cõi đều có à, nên mình tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ, hồi hướng à, là được. Và cuối cùng á quý vị á, là chúng ta à, cái đừng à, đừng có cái à, không có cái si mê á, là mình tốt lắm. Cái si mê là gì? Cái si mê là cái không biết Phật pháp á. Không biết Phật pháp gọi là si mê. À, Phật pháp là gì? Phật pháp là cái mà Đức Phật dạy chúng ta thấy được những khuất lấp ở trong cuộc đời này chúng ta đã chưa từng thấy. Đó là nhân quả, nghiệp báo, con đường đi của các cái dòng tâm thức và con đường đi của sanh tử luân hồi à, mà nó đã chi phối hết tất cả các cái ở trên thế gian này à, nó đều là chi phối được hết tất cả các cái như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được điều đó đó, chúng ta thấy được nhân quả, thấy được nghiệp báo, thấy được dòng tâm thức nó sanh khởi và thấy được đường đi của sanh tử luân hồi, thấy được đau khổ và con đường đoạn diệt đau khổ, thì cái đó là chúng ta đầu tiên là chánh tri kiến, mình thoát khỏi một phần của si mê, và sau đó là con đường tu tập, nghĩa là mình tu tập niệm Phật định tâm, hoặc là thiền quán Vipassana định tâm, hoặc là thiền định, các tầng thiền định mình định tâm để cho cái tâm mình á
được thanh tịnh, tâm mình được định vào một chỗ thì trí tuệ nó sẽ được phát sanh. Có nghĩa là mình không sầu, không lo, không buồn, không giận, hoặc là mình tập trung tâm vào một vị trí. Ví dụ niệm Phật, phải niệm Phật tam ba địa, có nghĩa niệm Phật tập trung vào câu niệm Phật để cho chánh định của cái tâm đó. Và nếu mà chúng ta thiền quán thì mình phải quan sát những cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình. Nếu mà thiền định á, thì mình chú tâm vào một đối tượng. Đối tượng chú tâm á, sâu vào ở trong đó, đó thì chúng ta sẽ đắc những cái tầng thiền định như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì chính những cái tâm đó nó làm cho chúng ta sanh ra được trí tuệ. Và sanh được trí tuệ á, thì những cái si mê đó nó tan biến trong tâm mình. Cái độ hạnh phúc á, nó phụ thuộc vào độ trí tuệ. Độ đau khổ nó phụ thuộc vào độ si mê. Ví dụ như cái người mà si mê nhiều chừng nào, tức là không biết tất cả các pháp nó tồn tại hiện hữu cuộc đời đó, thì người đó đau khổ nhiều chừng đó. Còn người nào biết nhiều chừng nào, trí tuệ nhiều chừng nào, người đó hạnh phúc nhiều chừng đó. Cho nên hạnh phúc không phải là thỏa mãn của những cái gì mà chúng ta cần và những cái gì chúng ta muốn, mà hạnh phúc là cái đi đồng với sự nhận thức của tâm của mình. Nếu chúng ta thay đổi nhận thức, nâng tầm nhận thức lên cao ở mặt thể thức và mặt thể trí, thì là mình sẽ được hạnh phúc theo cái độ biết của mình về vũ trụ. Chứ không phải là hạnh phúc là cái độ có, mà hạnh phúc là độ biết. Nhưng mà ở thế gian này người ta đi tìm hạnh phúc cái độ có. Có nghĩa là ta muốn hạnh phúc ta đi tìm cái có. Cái mình sở hữu á, là cái có, ta đi tìm cả đời vậy đó. Nhằm khi ta đi tìm có cái này, có cái kia, có cái nọ, có danh, có lợi, có tình, ăn, uống, ngủ, nghỉ, nhà, cửa, xe, cộ, quyền chức, bạn bè, người thân, người yêu, ta đi tìm có đâu ta tính là hạnh phúc. Nhưng tới người ta có rồi người ta vẫn không thấy hạnh phúc. Cho nên đó là người ta mới biết mình sai lầm. Có những người người ta còn trẻ, ta biết sai lầm thì có thời gian ta sửa sai, ta khởi tâm tâm ta tu. Có những người biết rồi cái đi luôn hết đường luôn, nhằm khi biết rồi cái lẫn luôn, hết tu. Có hiểu không? Cho nên người nào mà còn trẻ còn biết á, thì người ta hãy cố gắng mà mình tu tập để mình vượt qua những cái tâm phiền não sai lầm của mình. Chứ đừng có để một lúc nào đó rồi á là chúng ta có hối hận thì cũng đã muộn màng. Cho nên quý vị là mình hãy cố gắng vượt qua những cái gì mà trong cuộc đời nó làm mà cản trở bước chân mình. Con người á, ở trên thế gian này thân người rất là khó được, và cái trí khôn của con người còn khó được hơn nữa đó quý vị. Cho nên người nào vừa có thân người vừa có trí khôn á, thì làm việc gì hồng trần chỉ là việc phụ để tồn tại cuộc sống thôi. Còn cái việc chính của mình á, là cải hóa về mặt tâm linh, tiến hóa mặt tâm linh. Dầu cho ở trong hồng trần này mình chưa phải là người hoàn thiện bình thường, nhưng phải có nghe pháp, phải có học pháp, phải có tu tập. Cái đó mới là tài sản của đường sanh tử luân hồi. Tài sản đường sanh tử luân hồi là tu tập và phước báo. Tài sản của thế gian là những cái gì chúng ta có được. Cho nên ở thế gian những cái gì chúng ta có được đó là quả của phước. Còn tài sản ở trên bước đường sanh tử luân hồi mà mang theo được đó là công đức và phước báo. Cho nên mình tạo phước càng nhiều, mang theo và tu tập càng nhiều, độ ba la mật càng nhiều, thì mình trên bước luân hồi sanh tử mình càng an vui nhiều chừng đó. A Di Đà Phật. Quý vị nào có hỏi câu hỏi nào không? Có hỏi thầy trả lời một vài câu hỏi nghỉ. Bạch thầy, con đang tìm hiểu về ba la mật đa tâm kinh, thì kể tiếng sơ qua cho con. Ba la mật đa tâm kinh hả? Đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nguyên cái bài kinh đó. Bài kinh đó là bài kinh Đại Bát Nhã. Bài kinh Đại Bát Nhã là bài kinh mà được kết tập trong tạng kinh Sanskrit ở phía bắc của miền Trung Ấn Độ, và đi sang Trung Hoa được nâng lên thành là Đại Thừa Phật Giáo. Bài kinh đó được ngài Trần Quyền Trang, đời nhà Đường Lý Thế Dân, đi sang, ngài Trần Quyền Tráng nhưng mà tiếng Việt mình dịch thành Trần Quyền Trang, đi sang Ấn Độ thỉnh kinh trong vòng mười mấy năm trời, học ở trường Đại học Narandà, và thỉnh luôn cái đại tạng kinh của tiếng Sanskrit về để động đình hồ của Trung Hoa. Và ngài dịch cái bộ Đại Bát Nhã đó được 600 quyển, tức là bộ Đại Bát Nhã đó là 600 quyển. Sau khi ngài dịch xong á, ngài đưa cho sư huynh là Đường Lý Thế Dân á mới xem.
Thì vui đường á, là trời ơi, bây giờ ta là già rồi mà xem ta 600 quyển kinh này chắc là tới chết xem hết quá. Bây giờ bào đệ cảm phiền rút gọn bớt đi. Chứ giờ mà 600 quyển này làm vua mày tấu chương quá trời luôn, thời gian đâu đọc. Phải ngay hồi xưa có MP3 đi đâu nghe cũng đỡ, không có. Cho nên đó là ngày sẽ mất thêm khoảng chừng mấy năm trời đó, thì ngài Trần Quyền Trang mới tóm gọn lại còn 6 quyển vậy ra, gọi là 6 quyển Đại Bát Nhã, đưa lên ông vua Đường. Thì lúc đó ông vua Đường cũng đâu có 6, 7, 80 gì rồi, thầy không nhớ, nhưng mà già đó. Thì ông vua Đường là trời ơi, bây giờ mà đọc 6 quyển này ta đọc cũng đâu có nổi đâu. Bây giờ là bào đệ là gom gọn nữa đi, gọn nữa gì mà ngắn ngắn thôi, gom lại đại ý thôi, ngắn ngắn. Thì lúc đó mất thêm mấy năm nữa, ngài Trần Quyền Trang gom lại còn 260 chữ, đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tức là đó là bộ Đại Bát Nhã gom lại còn có 260 chữ thôi đó. Thì 260 chữ đó nói lên tinh thần của bộ Đại Bát Nhã đó. Thì Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Hòa Thượng Thanh Từ dịch đó là Maha là lớn, chữ chữ Maha đó là lớn, Bát Nhã đó là chữ Panya. Chữ Panya đó là chữ trí tuệ. Panya là chữ trí tuệ. Maha Bát Nhã là Maha Panya Ba La Mật. Ba La Mật tức là Parami, tiếng Bali gọi là Parami, Paramita. Tâm kinh, tâm là Chitta, kinh là Sutta. Sutta hoặc đọc Sutta là chia cái đuôi thôi. Vậy thì mình dịch ra là tâm kinh trí tuệ cứu cánh trọng lớn. Có nghĩa là cái kinh đó nó xuất phát từ tâm của mình. Mà nếu mình hiểu về kinh đó đó thì nó sẽ đi đến cứu cánh. Cứu cánh tức là cứu cho mình từ đau khổ đi sang hết đau khổ, gọi là cứu cánh. Mà rộng lớn có nghĩa là phổ cập hết quần sanh ở trong tam giới này. Nếu bất kỳ ai hiểu về Bát Nhã này thì người ta sẽ khai mở được tâm linh, nên gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Do đó nó có ba cái đoạn: đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn kết luận. Đoạn đầu là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đó là đoạn đầu, đoạn mở bài. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát đi sâu vào pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền soi thấy ngũ uẩn không có tự tánh, nên ngài liền dứt hết tất cả các đau khổ. Dịch ra tiếng Việt vậy đó. Ngài Quán Tự Tại là ai? Bồ Tát là ai? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, có nghĩa là người đi giữa thế gian này của khổ chúng sanh. Đó là Bồ Tát. Mà Quán Tự Tại có nghĩa là một vị Bồ Tát. Tự tại có nghĩa là hoàn cảnh không làm cho vị đó bận lòng, hoàn cảnh không làm cho vị đó đau khổ, vị đó được tự tại. Đi giữa cuộc đời mà không có bận tâm với đời gọi là tự tại. Hành thâm là chuyên nhất đi sâu vào pháp Bát Nhã, là pháp trí tuệ. Vì pháp nào sanh trí tuệ thì cái vị này hành pháp đó. Vì pháp nào sanh được trí tuệ thì nhà Phật có ba pháp sanh trí tuệ, đó là văn, là tư, là tu. Văn là học pháp, tư là suy nghĩ ý nghĩa của pháp đó chiếu lên con người của mình. Tu là sử dụng 37 phẩm trợ đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Có nghĩa là tu thì tất cả đó được trí tuệ đó. Nên các pháp nào mà được quân tập được trí tuệ thì pháp đó là pháp Bát Nhã. Bát Nhã hành thâm tức là hàng ngày đi sâu vào, thực hành sâu vào trong tất cả pháp đó, liền thấy được ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là năm cái chất liệu tạo nên vũ trụ. Đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Quẩn là chất, là chứa, là ngăn che, là đậy. Ngũ là năm. Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tất cả các cái tạo ra vũ trụ này, từ cảnh giới cho loài chúng sanh. Ví dụ cảnh giới là cái nơi, còn loài chúng sanh là loài sống ở trong cảnh giới đó. Như vậy thì con người mình á, vô tình con người mình tập trung cả năm quẩn. Bây giờ ví dụ như là ở vũ trụ này, tất cả các loài chúng sanh hữu tình, vô tình, hoặc là tất cả các cái loài mà chúng ta nhìn thấy bằng sắc pháp rupa, hay là chúng ta thấy bằng tâm citta, hay chúng ta cá tâm tâm sở chẳng hạn, thì tất cả các loài ở trên này đều cấu tạo bởi năm quẩn hết. Và con người mình có đầy đủ năm quẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Sắc quẩn là thân của mình nè, thọ tưởng hành thức là tâm của mình. Như vậy thì người nào mà hành thâm Bát Nhã, có nghĩa là các pháp mà để phát huy được trí tuệ, như là thiền quán, thiền định, giới định tuệ đó, là ba pháp hành thâm Bát Nhã đó, là giới định tuệ là tam vô lậu học đó. Thì người nào mà hành được pháp Bát Nhã, có nghĩa là mở mang được trí tuệ mới thấy được điều này. Có nghĩa là thấy được ngũ uẩn giai không, có nghĩa là năm uẩn này không có tự tánh. Không có tự tánh có nghĩa là gì? Nó không có thật.
nó không có cái nó, tức là vô ngã đó. Năm quyển này là vô ngã, nó không có cái nó. Mà có cái nó là do nhiều cái không phải nó mà hợp thành, là gọi là duyên sanh. Và hết duyên thì từ nó gã thành những cái không phải nó. Như vậy đó, là thế giới này là thế giới sanh diệt, thế giới hợp tan mà thôi, thế giới bèo mây tương hợp mà thôi, chứ không có một thế giới thật. Đó, kể cả con người mình cũng không thật có nữa, do duyên tinh cha quyết mẹ nghiệp thức hợp thành mà thôi. Rồi tới hết duyên thì thân này nó tan rã các bụi tứ đại gì với tứ đại, còn tất cả các thức và tâm nó gom lại thành thần thức. Thì được cái tâm nào là tâm tử dẫn đi sanh tử luân hồi, nó qua một cái gọi là tâm hữu á, trong thập nhị duyên gọi là tâm hữu, đi tới cảnh giới nó hình thành ra một chúng sanh mới. Vậy thôi, gọi là bước đường sanh tử luân hồi. Cho nên có trí tuệ bát nhã, chứ không phải là có thức của thế gian của mình, là kiến thức, là thức của căn, hoặc là tri thức, là sự suy nghĩ trên thức mà biến hóa làm lợi cho cuộc đời này. Thì cái người đó có trí tuệ ba la mật, họ sẽ soi thấy năm uẩn, chứ không phải là soi thấy năm uẩn thì có trí tuệ. À, quý vị mà có trí tuệ rồi họ mới phát hiện ra năm uẩn, cho nên á, không có tự tánh, nên từ đó họ không có chấp thủ về năm uẩn nữa. Có nghĩa là có 20 cái pháp chấp thủ về năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cho năm uẩn là mình là năm uẩn, năm uẩn trong mình trong năm uẩn. Có nghĩa là cho ta là nó là ta, ta ở trong nó ở trong ta. Mà nhân lên năm lần, một pháp là chấp, bốn pháp chấp khác nhau. Ví dụ như sắc là thân của mình nè, cho sắc này là mình là sắc, sắc ở trong mình ở trong sắc. Người ta nghĩ như vậy đó. Như vậy đó là bốn pháp chấp về thân. Thì thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Việc phục như thị là cũng vậy đó. Dụ không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Không bất dị sắc, thì sắc là sắc quẩn. Thọ, tưởng, hành, thức là thọ, tưởng, hành, thức, quẩn là năm quẩn đó. Thì diệt phục như thị cũng giống như là ở trên, cũng như là sắc, là nói là năm quẩn. Như vậy đó thì người ta sẽ thấy được rằng năm quẩn này nó vốn không có thật đâu, mà nó do duyên mà hợp, duyên mà tan. Nên Ngài Xá Lợi Phất ngộ cái này, Ngài chứng đạo nè, ngộ tới duyên hợp duyên tan á, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật dạy đại sa môn từng thiết như thị thiết. Do Ngài Xá Lợi Phất ngộ điều này mà Ngài không còn ham muốn gì thế gian hết, nên trí tuệ ba la mật Ngài phát sinh. Những cái gì chúng ta có là duyên hợp, những cái gì chúng ta mất là duyên tan. Thế giới này thế giới của sanh diệt, tức là thế giới của tan hợp, là thế giới của nhân duyên mà thôi, chứ ngoài nhân duyên ra thế giới không có một cái gì cả. Thế giới nhân duyên là sanh diệt đó. Thế giới chỉ ngoài hai chữ sanh diệt ra không có gì cả. Tâm thì ngoài hai chữ thiện ác không có gì cả. Tâm chỉ có thiện ác thôi, ngoài hai chữ thiện ác tâm không có gì cả. Và thế giới này không có, ngoài duyên sanh duyên diệt, thế giới này không có gì cả. Thế giới này chỉ có sanh diệt mà thôi. Nếu về tâm á, chỉ có thiện ác mà thôi. Hết đó. Cái thế giới mà chúng ta nhìn thấy á, là thế giới hợp tan mà thôi. Còn tâm mình á, chỉ có thiện ác mà thôi à. Thế giới này là bản chất của nó vậy đó. Cho nên á, là chúng ta có trí tuệ, qua quá trình tu tập có trí tuệ rồi, nên chúng ta nhận diện ra năm uẩn của thế giới này, nó hợp tan theo duyên sanh và duyên diệt, thì thân mình cũng vậy. Nên người nào thấy được điều đó, người ta vượt qua được thân kiến. Thân kiến là chấp thủ vào thân, cho thân này là mình, là của mình, là tự ngã của mình, nên rất là đau khổ khi nó thay đổi trong vô thường. Còn bây giờ á, chúng ta biết được á, là thân mình là không có thật, mà do duyên hợp duyên tan, đủ duyên thì nó sống, hết duyên thì nó chết. Và cứ như vậy đi trong sanh tử luân hồi đời này qua đời khác mà thôi. Cho nên nó không phải là mình, không phải là của mình. Cho nên nó mà có đẹp thì mình cũng không vui, mà nó có xấu cũng chẳng buồn, là tâm tự tại. Lúc đó người ta không còn đau khổ gì nữa cả, tại vì người ta biết được bản chất của nó. Cho nên trí tuệ sẽ biết bản chất của pháp, còn thức sẽ biết được hiện tượng của pháp mà thôi. Cho nên cái người có thức là như mình, giàu cho học tới tiến sĩ đi nữa, là biết được hiện tượng của pháp thôi. Còn người tu tập thật sự là rũ bỏ được phiền não, thì người đó mới cái trí tuệ panh nha xuất hiện đó. Thì lúc đó người ta mới được bản chất của pháp. Bản chất của pháp là vô ngã. Vô ngã là nó không có cái tôi. Không có tôi tức là không có cái chính nó, mà nó do nhiều cái nhỏ hợp thành. Thì toán học ta cũng giới tới điều này nữa, là vi phân và tích phân á. Tích phân có nghĩa là nhiều cái nhỏ tập trung lại thành cái lớn. Vi phân là chặt cái lớn thành nhiều cái nhỏ. Đó là cái toán là tích phân và vi phân á. Toán tử tích phân và vi phân, nó chồng lên cái là tích phân, mà nó rã điên cái là vi phân. Nên toán tích phân vi phân ở lớp 10, 1, 2 gì chúng ta học đó, thì nó đang giới tới cái chân lý này nè. Chân lý của duyên sanh duyên diệt đó, nó là vô ngã, nên không có cái nào nó có thiệt có hết á.
mà nó có cái tạm thời có thôi, nó phụ thuộc vào bát chá giá, tức là nhân viên, nó phụ thuộc bát chá giá là phụ thuộc nhân viên mà thôi. Cho nên đó mình hiểu được vậy đó, thì nó có đến hay nó có đi gì người ta cũng mỉm cười, hoặc là thiện ác gì người ta cũng mỉm cười, đối xử tốt người ta cũng cười, đối xử xấu người ta cũng mỉm cười, là tại vì người ta thấy được bản chất của pháp là như vậy, như vậy là như vậy. Nên một bậc thánh là không bao giờ họ đau khổ hay buồn thương oán giận gì ai cả. Cho nên những người mà còn oán giận người khác, người đó không phải là thánh. Người một bậc thánh không còn oán giận, không còn sầu thương gì với tất cả những cái trên đời này cả. Tại sao? Không phải là tâm họ chai lì đâu, mà tại vì họ hiểu trên đời đâu có gì đâu, chẳng qua là duyên có hết duyên mất, nó giống như là pháo bông bắn vậy thôi, tủa ra đẹp lắm còn hồi nó cũng tan mất hà. Cái thế giới này vốn dĩ là vậy đó, kể cả người mình, kể cả của, kể cả cái sắc đẹp này. Cho nên thế giới là quả của nghiệp, nhìn thấy đẹp, nhìn thấy già cũng chẳng qua là nghiệp thiện thôi. Nhìn thấy người ta xấu, nhìn thấy người ta nghèo cũng chẳng qua là nghiệp ác nó biến ra thôi. Vì thế giới này là thế giới của nghiệp nó biến ra theo cái sanh diệt của nhân duyên bát chánh giá. Cái khầm ma tức là nghiệp á, nó sẽ biến ra theo nhân quả, theo nhân duyên mà nó tạo ra và mất đi thôi. Cho nên người nào nhìn thấy được quy luật của thế giới thì người đó có trí tuệ ba la mật, tức là bát nhã ba la mật đa, tức là bát nhã ba banh nha paramita, tức là trong tiếng Pali á nói điều đó. Cho nên nó làm khi mình có trí tuệ bát nhã là phải tu mới có trí tuệ bát nhã được. Tu á phải tu chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là chính Đức Phật dạy cái pháp đó mới được. Chánh pháp là có con đường giải thoát, còn không phải chánh pháp là không phải Phật dạy. Tại vì cái người đời nghĩ ra đó, còn mà chánh pháp là chính Đức Phật dạy. Tại vì Đức Phật mới biết con đường thoát khỏi đau khổ, còn tất cả người đời đang nằm trong đau khổ nên không biết con đường thoát khỏi đau khổ. Còn người đời nào mà biết thoát khỏi đau khổ mà không học giáo pháp của Phật thì đó chính là Phật. Cái người đời mình nè, mà biết được con đường thoát khỏi đau khổ mà không có học giáo pháp của Phật, tự thân người đó biết thì người đó chính là Phật đấy. Phật không có thầy chỉ dạy, tự mình biết hả? Hiểu không? Cho nên ở trên thế gian này, nếu có một người nào biết được con đường đoạn diệt đau khổ và đoạn diệt đau khổ hết, đoạn diệt đau khổ đó mà không học ai hết mà đoạn diệt được đau khổ, biết được con đường đó, đó chính là Phật. Còn tất cả phải nhờ giáo lý của Phật thì đó là A-la-hán, tức là người đắc quả cao nhất là A-la-hán. Phải nhờ giáo pháp của một vị Phật. Còn một vị người đời của mình mà không cần giáo pháp của ai hết, tự tìm ra cái con đường đoạn diệt đau khổ và đi hết con đường đó luôn, đó chính là Phật chánh đẳng chánh giác đó. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị đó. Cho nên đây sắp tới á, mình tìm đi. Ở trong thế gian này có người không cần học giáo pháp của Phật gì hết, mà người đó liễu ngộ tất cả các giáo pháp chân lý của vũ trụ này và tu đắc quả Phật luôn, đó là chính là Phật Di Lặc đấy. Không cần giáo pháp của Phật nào hết, không cần giáo pháp của ai hết, tự ngài tìm ra và thấy ra và ngài tu tập đắc quả Phật luôn thì đó là Phật Di Lặc. Sau Đức Phật Thích Ca là Phật Di Lặc. Và Phật Thích Ca cũng vậy, cũng không nhờ giáo pháp của ai hết. Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây và tự ngài tìm ra con đường giải thoát luôn, và ngài thực hiện được điều đó mà không có học giáo pháp của vị Phật nào hết á, thì đó là Phật chánh đẳng giác. Còn người nào mà không phải Phật Di Lặc mà hiện thời bây giờ nói là tôi không cần giáo pháp được Phật Thích Ca mà tôi tu đắc quả luôn, là người đó là xạo á. Không phải xạo chứ không phải. Hiểu không? Bắt buộc nếu họ giảng đạo thao thao bất tuyệt mà họ nói là họ không học giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì người đó nói dốc đó, họ có học đó mà họ nói là ăn cắp pháp của người ta, gọi là của mình đó, gọi là trộm pháp. Trộm pháp nghĩa là gì? Không phải là nghe pháp lén, không phải. Trộm pháp nghĩa là gì? Lấy pháp của người ta cho là pháp của mình. Ví dụ như lấy pháp Đức Phật Thích Ca thiết mà quay lại chê Đức Phật Thích Ca. Có nhiều người chê pháp đó là bây giờ pháp này còn dữ hơn pháp Phật Thích Ca nữa mà lấy toàn của Phật Thích Ca. Hiểu không? Như vậy thì người đó là trộm pháp. Trộm pháp có nghĩa là lấy pháp của người ta mà cho đó là pháp của chính mình thiết. Quý vị hiểu không? Đó là trộm pháp chứ không phải là người ta giảng mình nghe là trộm, không phải vậy. Có nhiều người hiểu sai là mình không phải là Phật tử mà mình đi nghe pháp gọi là mình trộm pháp, là không phải. Trộm pháp có nghĩa là lấy giáo pháp của người ta mình cho là của mình, mới đó gọi là trộm. Còn mà mình nghe pháp để mình tu không phải là trộm, gọi là học pháp. Học pháp. Dầu cho Phật tử không phải Phật tử và học pháp đều được hết. Đức Phật không có bao giờ bỏng sẻn chuyện đó hết. Phật tử học cũng được, không phải Phật tử học cũng được, không sao cả.
Cái chuyện mà mình rình rình nghe pháp gì đi nữa thì cái đó cũng là học pháp, mà học học lén và học chính thức mà thôi, chứ không phải là trộm pháp. Quý vị mai mốt có những người, người ta giải thích cái vấn đề đó là trộm pháp, nên có nhiều người không có quy y á, mà nghe cái phật tử nói vậy là trộm pháp là không được. Không, đó là nghe lén pháp chứ không phải là trộm pháp. Tại vì người ta không có quyền để vào đó nghe. Bây giờ ví dụ như ở đây toàn phật tử, người ta mới cho vào cửa, mà người kia không phải phật tử, người ta muốn nghe pháp qua, người ta ở xa, người ta gắng lắng nghe, hoặc ta dẹt cửa sổ thì người ta nghe cho bằng được. Người đó không phải là trộm pháp, người đó nghe pháp lén, học pháp lén mà thôi, chứ không phải là trộm. Còn người trộm pháp có nghĩa là gì? Nói giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni mà nó không phải Phật Ca Mâu Ni, nói chính tôi là phát hiện ra giáo lý này, người đó mới chính là người trộm pháp đấy. Trộm pháp về pha chế lại, sửa sửa chút thành cái của mình. Có rồi đó, mấy ông mà ngồi ở ngoài đường, ngồi thiền ở ngoài đường đó đó, mấy môn đó đó là chê Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn, mà toàn lấy giáo lý của người ta rồi về xào nấu lại, làm ngược lại thiền này thiền kia rồi nha, ngược lại cũng lấy câu giáo lý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói đó là chính là của mình sáng tác, của mình đã tìm ra. Không có Phật sao là tìm ra được con đường giải thoát được. Người ta đã, nhưng mà có hơi hám của nhà Phật trong đó là người ta đã học đó, nhưng mà người ta vì danh dự của mình á, nói là cái đó là chính tôi nha, chế ra. Thì cái người đó là không phải là bậc trượng phu, người đó là người trộm pháp Phật. Mà trộm pháp Phật không phải là chánh pháp, người đó là người tà pháp. Ví dụ như mà học pháp Phật, nó pháp Phật, dầu cho mình không phải Phật tử nữa, nhưng cái này tôi học được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nè, rồi tôi về nè, tôi phát hiện ra thêm nè, tôi thêm vô bớt vô, chẳng thà nói thiệt vậy người ta thương, hiểu không? Còn liên cấp pháp của người ta rồi về chế lại nó là pháp của mình, dần dần, thì cái đó gọi là trộm pháp. Cho nên quý vị học pháp thoải mái, học lén, học gì đi nữa, nhà Phật, Đức Phật hoan hỷ hết. Người nào học chánh pháp, dầu cho không có quy y nữa, tại vì có những người không thể quy y, nhằm khi tôn giáo khác muốn nghe pháp Phật đâu dám quy y. Quy y người ta nói là phản đạo sao, nhằm khi có lời thề nữa. Cho nên người ta muốn học pháp của nhà Phật mà ta không quy y được, không thành Phật tử được. Nhưng mà nhà Phật á, thì Đức Phật rộng lòng từ bi, ai học cũng được chứ á, mà ai tu cũng chứng hết chứ á. Đâu phải á, là cái người đi tôn giáo khác mà thực hành giáo pháp nhà Phật không chứng đâu. Giáo pháp Phật là chân lý, cho nên ai đi đến đường chân lý thì hãy đi đến cái đường cuối cùng, dầu cho người đó không quy y. Vậy không? Như vậy người ta hỏi lại gì khi quy y làm gì? Thật ra con trong nhà thì mới hưởng hết gia tài, còn không phải con trong nhà chỉ hưởng được một phần thôi, giống như của bố thí thôi, mình hiểu không? Con trong nhà mới hưởng được gia tài, mà giáo pháp nhà Phật là gia tài của Phật. Cho nên á, gia tài của Phật là pháp. Nên ngày La Hầu La đó, được người mẹ là Gia Du Đà La mới gặp Phật, là Đức Phật là cha của con đó. Nên á, người cha thì bao giờ cũng để lại của cải cho con cái hết á. Mà cha con có một mình con à, bây giờ gặp Phật á, con hãy đòi gia tài đi, tức là đòi thừa kế. La Hầu La nhỏ xíu biết đâu gặp Phật, nói là bây giờ á, mẹ con nói á, là con á, thì phải hưởng gia tài của cha, bây giờ là xin Thế Tôn giao gia tài lại cho con. Thì lúc đó Đức Phật không nói gì hết, Đức Phật đưa cái bình bát cho La Hầu La ôm, và Đức Phật về tịnh xá. Vừa về xong kêu Ngài Xá Lợi Phất lên cạo tóc cho Ngài La Hầu La thành Sa Di. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn giật mình, vua Phạn là trời sao không hỏi gì hết trơn, không hỏi ông nội, tính chuyện ngồi cho La Hầu La mà giờ nhỏ bắt đi tu luôn, thì làm sao mà không hỏi luôn. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới lợi bạch Phật và tha thiết yêu cầu với Đức Phật rằng giáo đoàn từ đây về sau, em nào nhỏ tuổi đi xuất gia thì phải được đồng ý của cha mẹ, thỉnh cầu như vậy á, thì Đức Phật đồng ý. Do đó từ đó về sau, em nào còn nhỏ tuổi mà đi xuất gia thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nhưng đặc biệt La Hầu La là không có đồng ý của ông nội. Nhưng có đồng ý của ai quý vị biết không? Đồng ý của cha là Đức Phật đấy. Cha ruột ngồi còn gì nữa. Như vậy thì có nhiều người hỏi là tại sao Ngài La Hầu La đòi là gia tài mà Đức Phật lại cho đi tu? Thì Đức Phật nói là gia tài của vị Phật là pháp bảo, muốn thừa kế được pháp bảo của Phật chỉ có là bậc tỳ kheo thôi, chứ ngoài đó ra không thể nào mà thừa kế được giáo pháp của Phật hết. Một bậc thánh thôi mới thừa kế được giáo pháp của Phật. Cho nên La Hầu La muốn thừa kế giáo pháp của Phật thì không có con đường nào khác, con đường tu cả, con đường tu mới thừa kế giáo pháp của Phật. Tại gia tài của Phật là giáo pháp chứ không phải là vàng bạc, hiểu không? Tức là trả lời vậy đó, hiểu không quý vị? Cho nên mình bây giờ cũng vậy nè, nếu người nào quy y Tam Bảo trở thành người con Phật thì sẽ hưởng được một phần gia tài của Phật là pháp bảo. Còn người ngoài nghe lén
học lén á, thì chỉ hưởng được một phần thôi, giống hệt như là được bố thí gì thôi. Mà hiểu không? Vẫn hưởng được nhưng mà một phần không có nhiều. Con ruột mới được chia nhiều. Cho nên mình quy y Tam Bảo hoặc xuất gia thành người con Phật mới hiểu hầu hết giáo pháp của Phật. Còn người bình thường không quy Tam Bảo thì cũng nhà nghiên cứu thôi, chứ không hiểu được hết giáo pháp của Phật đâu. Thời chiều rồi ha, chúng ta còn phóng sanh. Rất là cảm ơn quý vị đã có những cái câu hỏi thật là thú vị. Và xin chúc cho quý vị một ngày đi lễ an vui, có khóa tu an lạc, và phóng sanh thật nhiều công đức trên dòng sông Tiền mênh mang nỗi nhớ. Đẹp lắm, ban đêm ở dưới này nhà bè đẹp lắm quý vị. Có đi không? Có đi thiền mà nhỏ nhỏ đi trên cái dòng sông Tiền á. Chúng ta có hai cái dòng sông gọi là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền á là trước, Hậu là sau. Sông Tiền với sông Hậu đổ ra cái biển á tới chín cái cửa gọi là Cửu Long. Cửu á là chín, long là rồng á, là chín cửa đổ ra biển, đó là sông Tiền và sông Hậu. Và con sông này gọi là sông Cửu Long Giang. Giang là sông đó, là sông này là sông Cửu Long, là sông chín rồng. Sông Cửu Long này gọi là dòng sông Mê Công. Thì chảy từ cái cao nguyên Tây Tạng á, ở bên China nó mà chảy dài qua các nước Miến Điện này nọ, dài nó gọi là Mê Công Ký Sự đó. Quý vị vô coi cái phần đó mới thấy cái sự vẻ đẹp mênh mang của cái dòng sông Cửu Long Giang. Nên chúng ta chút xíu chúng ta phóng sanh trên dòng sông Cửu Long đó, mà một nhánh chia ra biển đó là sông Tiền, sông Hậu là Cần Thơ, Vĩnh Long đó là sông Hậu, còn đây là sông Tiền nên gọi là Tiền Giang. Nên có tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang mình dịch ra là sông Tiền. Cái tỉnh Tiền Giang á là dịch ra là sông Tiền mà tiếng là tiếng Hán. Hiểu không? Cho nên á là mình nói là sông Tiền, còn là Tiền Giang, sông Tiền là tiếng Việt, còn Tiền Giang là tiếng Hán. Cho nên á tiếng Hán Tiền Giang là tỉnh Tiền Giang chứ thực ra tỉnh sông Tiền. Hiểu không? Dịch ra vậy đó. Nhưng mà sông Tiền thì cũng không đúng nữa, nó lai giữa Hán hay Việt, phải nói là sông trước. Tiền là trước đó, Hậu là sau. Gia nhà quốc nước Tiền trước Hậu sau, Tam Thiên Tử á. Như vậy đó là sông trước thì mới đúng. Sông sau, sông trước. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời, sông sau ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Sao nghe nó chẹo chẹo phải không? Vậy là thôi, mình để nguyên cái Hậu Giang cho nó chắc ăn đi không? Sông Tiền là sông trước. Sông trước sao nghe nó không im không? Sông Tiền thì im ha. Tỉnh Tiền Giang, tỉnh sông trước. Sao nghe nó không im phải không? Thôi tỉnh Tiền Giang luôn, khỏi đổi đi. Tiền Giang, Hậu Giang cho nó chắc ăn đi ha. Rồi chúc quý vị có một buổi phóng sanh thật nhiều công đức trên sông Tiền, dòng sông Cửu Long.